vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 47. Sở Trần ngồi trở lại ghế nhỏ, thần sắc ôn hòa nói, người vừa rồi không phải muốn nói chuyện phiếm sao. Bây giờ chúng ta có rất nhiều thời gian từ từ nói chuyện. Cung tiễn thủ ngạo kiều quay mặt vặn sang một bên, xưng hô như thế nào? Sở Trần hỏi, cung tiễn thủ không trả lời. Nửa hồi, Sở Trần thản nhiên nói, ngươi hẳn là biết, nếu như ngươi không trả lời vấn đề của ta, ta sẽ dùng hình với ngươi, đương nhiên ngươi có thể trả lời ngươi không sợ, nhưng mà, đáng vì một cái tên liền chịu khổ sao? Cung tiễn thủ giật mình, hắn chưa bao giờ thấy một cuộc thẩm vấn như vậy, nhưng, nghe có vẻ hợp lý. Cung tiễn thủ cân nhắc một chút, mở miệng trả lời, từ cổ chính. Hay như vậy, Sở Trần gật gật đầu, tiếp tục hỏi, đội ngũ chiến Long Đảo có phải chết trong tay ngươi hay không? Cung tiễn thủ từ cổ chính nhướng mày, nhưng lập tức khóe mắt dư quang nhìn thấy kim bạc đầu ngón tay Sở Trần, sắc mặt hơi biến ảo một chút. Dù sao cũng không phải là bí mật gì, thừa nhận thì sao, là ta giết. Từ cổ chính lại trả lời một câu hỏi, sao ngươi lại giết họ? Chiến Long Đảo thật sự đã bị các ngươi chiếm lĩnh rồi sao? Sở Trần liên tục đặt câu hỏi, mục đích chuyến đi này của ngươi, là một con ốc biển nhỏ. Từ cổ chính đối với hai vấn đề phía trước không cho là đúng, nhưng sau khi Sở Trần nói ra vấn đề cuối cùng, khuôn mặt từ cổ chính trực tiếp đại biến, không thể tin nhìn Sở Trần, chuyện Sở Trần biết tựa hồ so với tưởng tượng của hắn còn nhiều hơn. Một lúc lâu sau, từ cổ chính chậm rãi nói, võ giả chiến Long Đảo hiện giờ quả thật đớ trở thành nô dịch của chúng ta, về ốc biển nhỏ ngươi nói ta chưa bao giờ nghe qua, a. Một cây kim bạc đâm trúng một chỗ trên người từ cổ chính, nhất thời đau đến kêu to, mồ hôi lạnh không ngừng. Từ cổ chính không phải là không có nghĩ tới phản kích, nhưng bên cạnh Sở Trần đứng, là người phụ nữ áo đỏ khí tức cảnh kia, hắn căn bản không có đường phản kháng. Ngay cả Trạm Mục Tư cũng biết ốc biển nhỏ đến từ đảo Cấm Kỵ, một người đến từ đảo Cấm Kỵ, lại nói không biết. Sở Trần híp mắt nhìn từ cổ chính, vừa rồi ta đã cho ngươi cân nhắc ưu nhược điểm, có vài vấn đề trực tiếp trả lời ta. So với sau khi đầy thương tích lại trả lời ta tốt hơn. Khuôn mặt từ cổ chính biến ảo, môi run lên, chợt hít sâu, bình phục đau đớn trên thân thể, sau đó nói, võ giả lục địa tự tiện xông vào cấm địa thiên ngoại thiên bị kẹt, cách duy nhất bọn họ đi ra chính là thông qua tiểu ốc biển kia, cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể để ốc biển nhỏ ở lại trong tay võ giả chiến Long Đảo, tiến hành tập kích chiến Long Đảo, nhưng sau khi công hãm chiến Long Đảo mới biết được, ốc biển nhỏ bị Trạm Lôi Đình mang đi. Sau đó chính là, một mình ta đi tới nơi này, chuyện sau đó ngươi cũng biết. Thiên ngoại thiên là nơi nào? Liễu Như Nhạn ở một bên hỏi. Từ cổ chính giật mình, chính mình thuận miệng đều nói ra thiên ngoại thiên. Nhưng, đối với việc này từ cổ chính cũng không quá để ý, thần sắc mang theo kiêu ngạo, phấn thanh nói, lực lượng đảo cấm kỵ trong miệng các ngươi, chính là thiên ngoại thiên chúng ta. Thực lực của thiên ngoại thiên vượt xa những gì các ngươi có thể tưởng tượng được. Đảo cấm kỵ. Tên là Thiên Ngoại Thiên, Sở Trần cười nhạo, bản lĩnh không lớn, đặt tên ngược lại rất cuồng, lại tự xưng là Thiên Ngoại Thiên. Từ cổ chính muốn phản bác Sở Trần, nhưng Sở Trần không cho hắn cơ hội phản bác, tiếp tục hỏi, ốc biển nhỏ có thể cứu người từ cấm địa Thiên Ngoại Thiên ra, vậy cụ thể phải cử viện như thế nào? Từ cổ chính lắc đầu, cái này ta cũng không biết, a. À. Từ cổ chính đau đến nhe răng trợn mắt, cả người run rẩy, ta thực sự không biết, a. À. Sở Trần liên tiếp đâm mấy mũi, từ cổ chính có loại cảm giác đau nhức toàn thân bị đâm thủng. Nhưng hắn vẫn như cũ không biết. Sở Trần cau mày, xoay người đi vào trong cửa hàng, một lát sau, từ bên trong lấy ra một cái bình sứ, ở trước mặt từ cổ chính dương lên một chút, mở miệng nói cái này gọi là tình hoa độc, nghe có phải rất bình thường hay không, nhưng, đây là tình hoa độc mà Liễu tỷ tỷ ta tự mình nghiên cứu ra, khí tức cảnh trở xuống, cho dù là dính một chút, sẽ mất đi tâm trí. Lâm vào trong tình dục, ta muốn cho ngươi thử xem, sau đó nhốt ngươi ở trong chuồng heo. Từ cố chính có loại cảm giác cả người phát lạnh, thần sắc hoảng sợ nhìn bình sứ trong tay Sở Trần, sắc mặt trắng bệch, ngươi, đừng làm bậy. Trả lời vấn đề của ta, Sở Trần thản nhiên nói. Từ cố chính cả người phát run, chợt lớn tiếng nói, nghe nói ốc biển nhỏ có hai cái, võ giả lục địa đã đi vào cấm địa thiên ngoại thiên cầm trong tay một cái, người bên ngoài cầm một cái. Kia bên nếu như tìm được điểm cộng hưởng trong trận pháp của ốc biển nhỏ, ở trong một khoảng cách nhất định, có thể cảm giác được sự tồn tại của nhau, thậm chí là vị trí cụ thể. Ta biết chỉ có nhiều như vậy. Trận pháp cộng hưởng, Sở Trần cau mày, nói như vậy, các sư phụ trước khi xuất phát đã biết nguy hiểm,
hơn nữa còn lấy ốc biển nhỏ làm chỗ dựa chỉ dẫn bọn họ trở về, nhưng không nghĩ tới bị người của Thiên Ngoại Thiên biết, trực tiếp tiêu diệt Chiến Long Đảo. Đây có phải hay không cũng có nghĩa là, trong cấm địa Thiên Ngoại Thiên tồn tại nơi khiến người ta mất phương hướng, bọn họ mới không đi ra được. Bên trong cấm địa Thiên Ngoại Thiên có nguy hiểm gì? Sở Trần hỏi, Từ Cổ Chính vẻ mặt buồn bã trả lời, vấn đề Thiên Ngoại Thiên này không ai có thể trả lời ngươi, chúng ta chưa bao giờ được phép tới gần cấm địa nửa bước. Đồng thời nói chuyện, thân thể Từ Cổ Chính cuộn mình một chút, sợ kim của Sở Trần lần nữa đâm xuống. Sở Trần gật đầu, nhìn Từ Cổ Chính, thân hình Từ Cổ Chính khẽ run lên, ta biết nhiều như vậy, ngươi đừng mơ tưởng ta trả lời ngươi bất kỳ vấn đề nào. Nửa tháng tiếp theo, Sở Trần trải qua cuộc sống nhàm chán lặp đi lặp lại. Ban ngày tự mình tu luyện, buổi tối cùng Tống Nhan tu luyện. Đương nhiên, không quên mỗi thứ sáu lại đến y quán Liễu gia khám bệnh, sỏ, nhất châm thần y nổi tiếng danh chấn Dương Thành, càng ngày càng có nhiều người mộ danh mà đến, các loại bệnh nan y khảo nghiệm y thuật của Sở Trần. Dưới loại tình huống này, kim châm độ mệnh thuật của Sở Trần đang táng lên nhanh chóng. Đêm nay, tổ ấm nhỏ của biệt thự, Sở Trần ở bốn phía giường bố trí một động tiên, không chỉ là vì hưởng thụ gấp đôi vui sướng, mà là trong khoảng thời gian này thông qua song tu, thực lực của anh đột nhiên tăng mạnh, nội lực của Tống Nhan cũng vô hạn tới gần cấp độ tiên thiên. Sở Trần còn chưa truyền thụ cho Tống Nhan bất kỳ công pháp nào còn lại, anh bỗng nhiên có loại cảm giác, các loại vũ khí cũng không xứng với đạo môn nhiếp sinh công. Để cho một người không hề có nền tảng võ công thời gian khoảng một tháng tiếp cận cấp độ tiên thiên, ngoại trừ đạo môn nhiếp sinh công, còn có cái gì có thể làm được? Đương nhiên, Tống Nhan tuy rằng không luyện tập võ, nhưng cô đã có thể tùy ý khống chế náng lực trên người mình. Sau khi mây mưa kịch liệt, hai người ôm nhau ngủ. Trang viên biệt thự Tống gia bị bao phủ bởi màn đêm, chỉ có lúc này mới có chút mát mẻ của mùa thu. Bên hồ Tống, trong động tiên, Thiên Bảo đạo sĩ khoanh chân mà ngồi. Thắt lưng thẳng tắp, thân sắc bình tĩnh, cả người giống như yên lặng trong bóng tối. Bỗng nhiên, bên cạnh hắn, từng tấm bùa bay lên. Bùa cực phẩm một màu, hào quang lóng lánh. Thân ảnh Thiên Bảo đạo sĩ giống như bị chùm ánh sáng bao phủ, trời sáng rồi. Sở Trần đi ra bên cạnh Tống Hồ, dương mắt nhìn Thiên Bảo đạo sĩ cười tủm tỉm nhìn hắn. Lúc này đi tới, ánh mắt hơi sáng lên, Thiên Bảo sư thúc, đột phá rồi. Thiên Bảo đạo nhân cười ha ha, đột phá rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ba chữ kẹp mang theo vô cùng thoải mái. Phải biết rằng, lấy cửu huyền môn mà nói, bên trong cửu huyền môn, cường giả như mây, nhưng mấy chục năm qua, cường giả khí tức cảnh chỉ có mạch chủ cửu mạch, những người còn lại cho dù vô hạn tiếp cận khí tức cảnh, đều bị vây ở cảnh giới tông sư, bởi vì thiếu cơ duyên cùng với động tiên. Từ thực tiễn có thể biết được, Sở Trần bố trí ra động tiên, hơn bất kỳ một chỗ nào trong giới võ giả. Đại Tráng A, người phải cố gắng hơn. Thiên Bảo đạo sĩ thật cẩn thận mỏ miệng. Chu Đại Tráng, Sở Trần nhìn qua, Đại Tráng sư thúc vừa lúc đi về phía này. Lời nói của Bảo đạo sĩ hạ xuống, Đại Tráng sư thúc lại xoay người trở về. Hắn cũng muốn đột phá. Tiêu Trần, mấy ngày kế tiếp ta vẫn phải bế quan, trước khi ra biển, chế tạo thêm một ít bùa. Thiên Bảo đạo sĩ dặn dò Sở Trần vài câu, mang theo tâm tình sung sướng đi về phía Chu Đại Tráng bế quan. Bọn họ cạnh tranh với nhau nhiều năm, hôm nay mình đột phá, đương nhiên phải háo hức một chút. Giữa trưa, Sở Trần xuất phát, đi tới y quán Liễu gia. Hôm nay là thứ sáu. Sau khi đến y quán Liễu gia, còn chưa đến thời gian bắt đầu nghĩa khám, Sở Trần dứt khoát đi tìm Liễu Như Nhạn, uống vài chén trà bách hoa tiên. Sau nhiều lần thử, Sở Trần phát hiện, trà bách hoa tiên pha từ tay Liễu Như Nhạn, thơm hơn so với đám người Liễu Khai Hoành. Chắc chắn không phải là ảo giác. Nơi uống trà là trong đình nghỉ mát, một bên Liễu Mạn Mạn đang vẽ tranh, khoảng thời gian này, kỹ thuật vẽ tranh của Liễu Mạn Mạn cũng tăng vọt, trên cơ bản cô đã nắm giữ bút pháp song tiên nhập thần. Sở Trần nhìn thoáng qua đàn cổ đặt bên cạnh, nhất thời ngứa ngáy, đi tới, mười ngón tay rơi vào trên dây đàn, rất nhanh, một khúc nhạc nhẹ nhàng du dương như mây trôi nước chảy vang lên, Liễu Mạn Mạn bỗng nhiên dừng động tác trên tay, ngước mắt nhìn Sở Trần. Sở Trần lúc đầu khiếp sợ cô. Chính là biểu diễn cầm kỳ thư họa, chẳng qua, Liễu Mạn Mạn giờ phút này có loại cảm giác, kỹ năng đàn của Sở Trần, so với lúc trước tựa hồ lại có một sự khác biệt cực lớn, hai tay Sở Trần giống như bám vào ma pháp, khúc nhạc này nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng khi tiếng đàn lọt vào tai, Liễu Mạn Mạn rõ ràng có loại cảm giác lưỡi dao xẹt qua, tựa hồ, chỉ cần Sở Trần nguyện ý, trực tiếp có thể dùng tiếng đàn gạt bỏ cô.
Liễu Như Nhạn cũng nhìn Sở Trần, dừng lại đi, sát khí của ngươi quá nặng. Mỗi ngày đều muốn ra biển cứu sư phụ, sát khí đương nhiên nặng, Sở Trần mỉm cười, Liễu tỷ tỷ nói phải. Trong khoảng thời gian này hạng mục đặc huấn Chu Đại Tráng nhằm vào Sở Trần, chính là sát chiêu. Các loại âm luật sát chiêu. Sau khi ra biển, sắp phải đối mặt với cường giả thiên ngoại thiên thần bí, Sở Trần phải tăng cường sức chiến đấu của mình ở mức độ lớn nhất. Sở Trần, anh tới rồi. Xa xa truyền đến thanh âm Liễu Thiên Thiên, bước nhanh đi tới, kích động vô cùng, tồi học xong độc vương tâm kinh phần giữa rồi. Liễu Thiên Thiên rời khỏi chòi nghỉ mát, trông mong nhìn Sở Trần, hai ngày trước tôi đã nói với cô qua. Tôi chuẩn bị xong rồi. Sở Trần lấy sách đã chuẩn bị xong ra. Liễu Thiên Thiên vội vàng tiếp nhận, đồng thời vội vàng nhìn thoáng qua, thở phào nhẹ nhõm. Cái này không thành vấn đề. Độc vương tâm kinh, phần cuối. Liễu Thiên Thiên trong lòng có chút kích động, tôi đi đọc sách. Nói xong xoay người rời đi, không mang theo chút lưu luyến. Liễu Như Nhạn rót cho Sở Trần một chén trà, tình hình ngoài biển như thế nào? Sở Trần lắc đầu, cũng không rõ ràng. Nửa tháng nay, cục đặc chiến phái người ra biển, nhưng rất khó tới gần địa bàn của thế lực ngoài biển, nhất là chiến long đảo đã bị thiên ngoại thiên chiếm lĩnh, về phần thiên ngoại thiên thần bí, càng thêm khó tìm được. Sở Trần cũng không biết vùng biển là tình huống gì. Óc biển nhỏ cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Có thời gian cụ thể ra biển không? Liễu Như Nhạn hỏi. Sở Trần suy nghĩ một chút, thiên bảo sư thúc đột phá hẳn là đối với đại tráng sư thúc có tác dụng kích thích. Ngày cưới của Ninh Tử Mặc và Dương Tiểu Cẩn là ngày 9 tháng này. Đại khái là vào ngày 10 đi. Sở Trần trả lời, hôm nay vừa vặn là ngày mùng 1, còn có thời gian 10 ngày. Ra biển, Liễu Mạn Mạn tò mò dừng bút trong tay. Liễu Như Nhạn nghiêng người nhìn về phía Liễu Mạn Mạn, Mạn Mạn, người phải chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì? Liễu Mạn Mạn sửng sốt. Sở Trần cũng tò mò. Sở Trần, ta thay mặt Bách Hoa Cung chính thức gửi thư mời tới ngươi. Liễu Như Nhạn mỉm cười nói, 3 ngày sau, Bách Hoa Cung chính thức sắc phong Mạn Mạn làm tân thánh nữ. Đồng tử Liễu Mạn Mạn co rụt lại, vội vàng mở miệng, cô, đây là truyền thừa của Bách Hoa Cung. Liễu Như Nhạn nhìn Liễu Mạn Mạn, Mạn Mạn. Những năm gần đây, các phương diện của ngươi phát triển cân bằng, tất cả mọi người ở Bách Hoa Cung đều nhìn thấy, sắc phong ngươi là tân thánh nữ, trên dưới Bách Hoa Cung, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dị nghị nào. Sở Trần nhìn Liễu Như Nhạn thật sâu, anh hiểu được dụng ý của Liễu Như Nhạn, trước khi ra biển, nhường ngôi vị thánh nữ của Bách Hoa Cung. Cô đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, ở vùng biến không rõ, tùy thời có thể ngã xuống, một đi không trở lại. Chúc mừng cậu, Mạn Mạn. Sở Trần mỉm cười, từ nay về sau, Bách Hoa Cung đồng thời có được hai vị thánh nữ. Liễu tỷ tỷ mặc dù có chuẩn bị tâm lý tồi tệ nhất, nhưng anh, tuyệt đối không đáp ứng. Trong chòi nghỉ mát, Liễu Mạn Mạn còn có một loại cảm giác giống như nằm mơ. Tuy rằng cô vẫn được coi là thánh nữ đời sau của Bách Hoa Cung bồi dưỡng, thế nhưng, tất cả những chuyện này thật sự quá đột ngột, Liễu Mạn Mạn hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào, theo có thấy, cô đang ở thời điểm toàn thịnh. Vị trí thánh nữ, cô không nên thoái vị nhanh như vậy, về phần Sở Trần nói Bách Hoa Cung có hai vị thánh nữ, đó là không có khả năng. Cung quy của Bách Hoa Cung, thánh nữ chỉ có một. Cô, bây giờ còn chưa đúng lúc rồi. Liễu Mạn Mạn nhìn không được mở miệng, nguyên nhân lịch sử của Bách Hoa Cung, cho tới nay, quyền lợi của thánh nữ, thậm chí so với cung chủ còn lớn hơn. Cô đột nhiên thoái vị, lúc này trong Bách Hoa Cung đều gây ra sóng to gió lớn. Huống chi. Cô vẫn chưa từng nghe nói qua một chút về tin tức này, chẳng lẽ đây là cô tạm thời quyết định? Bây giờ là thời gian tốt nhất, Liễu Như Nhạn tươi cười nhu hòa nhìn Liễu Mạn Mạn, Mạn Mạn, cô tin tưởng con có thể đảm nhiệm vị trí thánh nữ, đây không phải cũng là ước mơ từ nhỏ của con sao? Nhưng, Liễu Mạn Mạn muốn nói lại thôi, ước mơ đó là khi còn bé, lúc này nội tâm Liễu Mạn Mạn đối với vị trí thánh nữ cảm giác dường như không còn chờ mong nữa. Chính cô cũng không thể nói tại sao. Được rồi, chuẩn bị thật tốt đi. Liễu Như Nhạn nói, hôm nay sau khi khám bệnh từ thiện kết thúc, ta sẽ triệu tập các trưởng lão Bách Hoa Cung tới đây, tuyên bố tin tức này. Sở Trần chú ý tới dùng từ của Liễu Như Nhạn, là tuyên bố. Điều này cũng chứng tỏ địa vị của thánh nữ trong Bách Hoa Cung. Liễu Mạn Mạn cuối cùng yếu đuối nói một câu, các trưởng lão sẽ đồng ý sao? Bọn họ sẽ, Liễu Như Nhạn rất tự tin. Sau khi Liễu Mạn Mạn rời khỏi chòi nghỉ mát, Sở Trần nhìn Liễu Như Nhạn, từ nay về sau, tỷ có thể toàn tâm toàn ý làm đạo tặc hỏa yến. Đạo tặc hỏa yến khí tức cảnh,
đủ để làm cho toàn thế giới sợ hãi. Liễu Như Nhạn nhìn anh một cái, cười tủm tỉm mở miệng, ta thật sự còn có mục tiêu mới, nếu như có thể từ vùng biển trở về, người có muốn đi cùng ta hay không? Mục tiêu gì? Sở Trần theo bản năng hỏi, cũng rất tò mò, có thể lọt vào mắt xanh của Liễu tỷ tỷ cũng không nhiều lắm. Liễu Như Nhạn đứng lên, nếu như có thể trở về rồi nói sau, thời gian không còn sớm, chúng ta tranh thủ thời gian trở về phòng. Đây là quang minh chính đại đòi hỏi. Sở Trần cũng không có lý do cự tuyệt. Hai người sóng vai đi về phía phòng, cửa sổ gác xếp, Liễu Thiên Thiên đang cầm phần cuối độc vương tâm kinh vừa vặn thoáng nhìn thấy một màn này, nhìn thoáng qua, lập tức thu hồi ánh mắt, cô đã thành thói quen. Không phải là tiến vào phòng cô, khoảng một giờ như vậy liền đi ra, Liễu Thiên Thiên đã sớm nhìn thấu tất cả. Quả nhiên, một giờ sau, Sở Trần đẩy cửa đi ra, ánh mắt mang theo chút mệt mỏi, đi về phía đại sảnh y quán Liễu gia. Buổi chiều thứ sáu, đã trở thành một ngày mang tính biểu tượng của Liễu gia y quán. Lúc này y quán Liễu gia luôn là người nhiều nhất, đều muốn đến chiêm ngưỡng phong thái của Sở Nhất Trâm một chút. Lúc Sở Trần đi tới bên này, Liễu Mạn Mạn đã chờ, hai người sóng vai đi về phía trước. Sở Trần, cô vì sao đột nhiên để tôi làm thánh nữ của Bách Hoa Cung? Liễu Mạn Mạn không nhịn được, cô cảm giác Sở Trần nhất định biết nguyên nhân. Sở Trần mỉm cười, Liễu tỷ tỷ không phải đã nói sao? Hiện tại đã đến lúc rồi, cô nên tin cô ấy. Chuyện ra biển, Sở Trần đương nhiên không thể nói với Liễu Mạn Mạn minh, trong đó nguy hiểm quá lớn. Đại chiến Thanh Phong Quan, Liễu Mạn Mạn cùng Liễu Thiên Thiên chính là vụng trộm lên núi, Sở Trần cũng không muốn gặp lại họ ở sâu trong vùng biển. Liễu Mạn Mạn không còn cách nào khác, chỉ có thể hừ một tiếng biểu đạt bất mãn của mình. Hai người sóng vai đi về phía đại sảnh y quán, xuyên qua cửa phụ, xa xa đã nghe thấy thanh âm ồn ào vô cùng, giờ phút này đại sảnh y quán Liễu gia đông đúc người. Sở thần y đến rồi, trong đám người có một thanh âm vang lên, nhất thời, tiếng vỗ tay vang lên, còn kèm theo các loại hô to. Nghiễm nhiên giống như nhân vật lớn xuất hiện, có điều, Sở Trần nghe được nhiều nhất ba chữ, là Sở Nhất Trâm nói như thể anh chỉ biết một mũi châm. Cả giới y học Dương Thành, người có thể có được uy vọng như anh cũng không nhiều lắm, những người khác đều là nhân vật ra ra. Liễu Mạn Mạn nhìn thoáng qua Sở Trần trẻ tuổi như vậy, ở trong giới y học Dương Thành có thể có được khí chất như vậy, đó là tồn tại có 102. Lời nói của Liễu Mạn Mạn vừa dứt, đám người bỗng nhiên có một giọng hô to, Sở ra ra. Sở Trần, từ đại sảnh đến ván phòng khám bệnh, đoạn đường này đã nhận được rất nhiều ánh mắt thử thách. Sở Trần cảm giác hôm nay người tới tựa hồ so với ngày thường nhiều hơn rất nhiều. Sau khi tiến vào phòng làm việc, Sở Trần cũng cùng Liễu Khai Hoành đã sớm ở bên trong chờ nói ra nghi vấn trong lòng. Xem ra hai ngày trước truyền ra tin tức nhỏ khiến cho không ít người hứng thú. Không đợi Liễu Khai Hoành trả lời, Liễu Tổng Hạo đã trầm giọng nói, Tây Minh Hội đối với việc y khám trong khoảng thời gian này của cậu rất bất mãn, hôm nay có thể sẽ đến gây chuyện. Trong đầu Sở Trần toát ra một dấu chấm hỏi, Tây Minh Hội là cái gì? Tây Minh Hội là một hiệp hội liên minh y học phương Tây, tập hợp tinh nhuệ Tây y trong và ngoài nước. Liễu Tông Hạo không có miêu tả nhiều hơn nữa, ý nghĩa đã rõ ràng. Mỗi buổi chiều thứ sáu Sở Trần tiến hành khám chữa bệnh tình nguyện tại y quán Liễu gia, độ phơi bày càng ngày càng cao, đối với Tây Minh Hội mà nói, bọn họ đương nhiên không vui khi nhìn thấy cảnh tượng này. Có thể lựa chọn lúc này để gây sự, Sở Trần ngược lại không biết đối phương muốn gây sự như thế nào. Mặc kệ, chuẩn bị bắt đầu đi. Sở Trần mở miệng, ngồi xuống, rất nhanh, bệnh nhân đầu tiên đi vào. Giống như thường lệ, Sở Trần cẩn thận chẩn đoán, lập tức châm cứu cho bệnh nhân, Liễu Mạn Mạn ở một bên trợ giúp. Người vây xem bên ngoài thỉnh thoảng lại bởi vì bệnh nhân từ bên trong đi ra, hơn nữa rõ ràng chuyển biến tốt đẹp mà phát ra âm thanh thán phục liên tục. Quá thần kỳ. Luận y thuật, tôi liền phục Sở Nhất Trâm. Tôi chỉ muốn nói, mỗi thứ sáu bệnh nhân được chọn thật sự quá may mắn, nếu như không phải Sở thần y mà nói, bệnh của bọn họ chỉ sợ rất khó chữa khỏi. Đúng a, thầy lang bám quá nhiều. Đám đông đều cảm thán. Lúc này, một người phụ nữ trung niên đi vào. Đồng thời, trong đám người, một đạo thanh âm vang lên, Sở Nhất Trâm Sở thần y Dương Thành, truyền đến thần kỳ như vậy, chúng tôi cũng đến góp vui, xem bản lĩnh Sở thần y. Đám người nhao nhao theo bản nàng tránh ra một đường. Mấy người đàn ông mặc Âu phục dày da đi vào, ánh mắt không ít người nhao nhao sáng lên. Tin đồn quả nhiên là sự thật. Tây Minh Hội hôm nay đến chỗ của Sở Thần Y. Rất nhiều người đều nhận ra,
giờ phút này những người đàn ông trung niên đi ra mặc Âu phục dày da này, ai nấy đều là chủ nhiệm y khoa nổi danh của các bệnh viện lớn ở Dương Thành, thậm chí, người lớn tuổi đi đầu kia, là phó viện trưởng một bệnh viện chuyên khoa ở Dương Thành, họ Trình tên là Viên Tường. Trình viện trưởng lại tới rồi. Tôi nhớ Trình viện trưởng là hội trưởng Tây Minh hội Dương Thành, những người khác đều là nhân vật đại biểu của hội Tây Minh ở Dương Thành, hôm nay liên kết mà đến, xem ra Tây Minh hội thật sự có ý đồ không tốt. Rất nhiều ánh mắt tập trung, đồng thời cũng theo bản năng đang thảo luận. Đám người Trình Viên Tường thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với cảnh tượng này sớm đã có chuẩn bị trong lòng, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên đi về phía phòng khám Sở Trần Nghĩa, chẳng qua, bọn họ cũng không có trực tiếp đi vào, mà là đứng ở bên ngoài. Không biết y quán Liễu Gia hoan nghênh chúng tôi đến tham quan khám bệnh từ thiện của Sở Thần Y hay không? Trình Viên Tường trầm giọng mở miệng, mọi người trong đại sảnh đều nghị luận sôi nổi. Làm gián đoạn việc khám chữa bệnh của người khác như vậy, có chút bất lịch sự đi. Tây Minh hội chỉ vì gây sự với Sở Thần Y mà đến, anh còn hy vọng bọn họ khách khí. Mặc kệ như thế nào, tôi là ủng hộ Sở Thần Y, mỗi tuần tôi đều đến thăm chữa bệnh từ thiện của Sở Thần Y, chỉ hận mình không sinh bệnh, không có cách nào tiếp nhận trị liệu của Sở Thần Y. Trong phòng làm việc, người phụ nữ trung niên vừa mới đi vào thần sắc có chút câu nệ, có vẻ bất an đi tới trước mặt Sở Trần, Sở Thần Y chào. Liễu Tông Hạo nhíu mày, đây không phải là bệnh nhân chúng ta chọn. Liễu Khai Hồng đứng lên, trước cửa phòng làm việc, một bác sĩ trung niên của Tây Minh hội cười cất tiếng mở miệng, mọi người đều nghe thấy không? Hắn nói bệnh nhân này không phải bệnh nhân bọn họ lựa chọn, tôi nói tên Sở Thần Y sao lại vang dội như vậy, còn châm cứu hiệu quả, thì ra, bệnh nhân đều là đã chọn trước a. Mọi người trong đại sảnh ngạc nhiên, danh ngạch khám bệnh được chọn trước, đây là mọi người đều biết. Cũng không có cảm thấy không ổn, nhưng hôm nay ở trong miệng bác sĩ trung niên của Tây Minh hội nói ra, tựa hồ lại thay đổi. Liễu Tông Hạo trầm mặt đi ra, nghe ý của mọi người, bệnh nhân này là mọi người sắp xếp tới. Trình Viên Tường cũng hào phóng thừa nhận, trực tiếp nói, không có ý gì khác, nghe nói Sở Thần Y y thuật cao minh, chúng tôi bên này vừa vặn có một bệnh nhân, muốn mời Sở Thần Y chỉ giáo một chút. Ánh mắt mọi người nhìn qua, dưới tình huống bình thường, không có bất kỳ người nào có thể cắt đứt chữa bệnh từ thiện của Sở Thần Y, càng không có khả năng để Sở Thần Y phá lệ trị liệu cho bệnh nhân khác. Sự cố của Tiên Tiên thời gian trước đối với rất nhiều người có tâm tư bất chính mà nói, chính là cảnh cáo. Nhưng tình hình hôm nay thì khác, Tây Minh hội ôm khiêu khích mà đến, nếu như Sở Trần không trị, đối với người khác xem ra, chính là thú tội. Sắc mặt người phụ nữ trung niên có chút bối rối, cô chỉ là một bệnh nhân bình thường, nhưng Trình Viên Tường hứa hẹn với cô. Chỉ cần hôm nay cô đến y quán Liễu gia, mặc kệ Sở Trần có chữa bệnh cho cô hay không, Trình Viên Tường đều sẽ phụ trách chữa khỏi cho cô. Vài tên bác sĩ trung niên của Tây Minh hội tự làm, mang bàn ghế tới, trực tiếp bày ở trên đại sảnh, vị trí mọi người có thể nhìn thấy, sau đó ý bảo người phụ nữ trung niên đi qua, Sở Thần Y, mời. Đây là không trâu bắt chỏ đi cày. Sở Trần và Liễu Mạn Mạn đi ra khỏi phòng làm việc. Thật đúng là rất trẻ, quả nhiên là tuổi trẻ có tài. Trình Viên Tường cười ha hả, đây là bác sĩ trung y trẻ tuổi nổi tiếng nhất mà tôi từng gặp, phỏng chừng cũng phá vỡ kỷ lục của trung y đi, trung y, thiếu gia tướng giỏi a. Liễu Mạn Mạn nhíu mày, lại một tên cậy già lên mặt, Sở Trần liếc mắt nhìn Trình Viên Tường, bỗng nhiên cảm giác bộ dạng ông ta giống như Bạch Mi đạo trưởng. Người ở đây đương nhiên nghe ra ý tứ châm chọc khiêu khích trong lời nói của Trình Viên Tường, thần sắc của không ít người trực tiếp mang theo bất mãn. Hôm nay có thể đến y quán Liễu gia, ngoại trừ một số ít quần chúng án dưa đến xem náo nhiệt trước khi nghe được tin tức, rất nhiều người đều là đến vì danh nghĩa Sở Thần Y, cũng không muốn nhìn thấy chữa bệnh từ thiện của Sở Thần Y bị cắt đứt. Nhất là bệnh nhân của Sở Thần Y, thậm chí có người nhà bệnh nhân đi ra chỉ trích, sao các người lại như vậy? Bác sĩ Sở mỗi thứ 6 lập ra danh sách 30 người khám bệnh, đương nhiên phải chọn ra trước, nếu không chẳng phải là loạn, các người có bệnh nhân tự mình khám không được sao, vì sao lại mang đến phiền toái cho bác sĩ Sở? Một người đàn ông mặc Âu phục dày da nhìn qua tương đối trẻ tuổi mỉm cười đáp lại, giới y thuật cần không ngừng trao đổi, các ý niệm y học khác nhau va chạm với nhau, mới có thể cọ sát ra tia lửa, tìm ra chỗ mình không đủ, tiến tới tăng lên, Tây Minh hội chúng tôi hôm nay đến đây, chính là hy vọng thông qua mấy ca bệnh đế trao đổi với Sở, Thần Y một phen. Người đàn ông trẻ 38-39 tuổi, bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng, cũng là người nổi tiếng trong giới y học, họ Đàm. Ánh mắt người đàn ông họ Đàm không chút khách khí nhìn chằm chằm Sở Trần, ý của bác sĩ Sở sao?
Sở Trần ánh mắt cùng đối diện, nửa hồi, nở nụ cười, nếu Tây Minh hội có nhã hứng như vậy, tôi đương nhiên không thể cự tuyệt. Sở Trần thoải mái đi qua, ngồi đối diện người phụ nữ trung niên, dương mắt quan sát người phụ nữ trung niên, trên người phụ nữ trung niên có một triệu chứng rất rõ ràng, cổ xương to. Cô ấy bị bệnh tuyến giáp, điểm ấy không cần Sở Trần nói, mọi người ở đây đều nhìn ra được. Đưa tay ra, Sở Trần mở miệng, nhìn Sở Trần bắt mạch cho người phụ nữ trung niên, người đàn ông họ Đàm nhìn không được nở nụ cười, một trong những thủ pháp chẩn đoán vô nghĩa nhất của Trung Y, chính là bắt mạch, tuy rằng mạch tượng có thể phản ánh một số vấn đề, nhưng thật sự không bằng quay phim trực tiếp, vừa nhìn đã biết. Đây là đương nhiên, y học phương Tây của chúng ta thắng ở công nghệ cao, và y học Trung Quốc là sản phẩm của thời đại cũ. Thành viên Tây Minh hội bên cạnh tiếp lời nói, hơn nữa, có một số bệnh, là Trung Y căn bản không có khả năng chữa khỏi. Liễu Mạn Mạn nhướng mày, lúc người khác khám bệnh, có thể giữ im lặng hay không? Lớp học Tây Y mặc dù không dạy các người phải biết lễ phép, nhưng đây là quy tắc làm người tối thiểu đi. Sắc mặt người đàn ông họ Đàm biến ảo vài cái, cuối cùng không có đáp lại. Một người khác hừ một tiếng, chợt cười lạnh nhìn Sở Trần, hắn ngược lại muốn nhìn xem, bệnh nhân này, Sở Trần chữa như thế nào. U tuyến giáp, dường như đã bỏ lỡ giai đoạn điều trị tốt nhất, khối u đã bắt đầu xấu đi và lây lan. Sở Trần mở miệng, suy nghĩ một chút, Mạn Mạn, lấy kim bạc ra đây. Khối u cũng có thể dùng kim để trị. Người đàn ông họ Đàm nở nụ cười, cậu không phải là muốn nói, châm cho bệnh nhân này một mũi, u tuyến giáp của cô ấy sẽ biến mất. Thân sắc của người phụ nữ trung niên có chút ảm đạm, kết quả chẩn đoán này cô đã sớm biết, cô đang ở bệnh viện của Trình Viên Tường thăm khám cuối cùng được đưa tới đây. Kế tiếp cô phải đối mặt, là chi phí phẫu thuật vô cùng cao. Mấy người Tây Minh hội đều không khỏi cười cười, loại bệnh này, Trung Y nhất định bó tay vô sách, dù sao, kim không thể so sánh với dao phẫu thuật. Nếu đó là tôi, 3 giờ phẫu thuật, tôi có thể cắt bỏ thành công khối u tuyến giáp của bệnh nhân này. Sau đó phối hợp với một loạt các phương thuốc điều trị, trong vòng một tháng, bệnh nhân có thể phục hồi. Trình Viên Tường mở miệng, tràn đầy tự tin, nhìn Sở Trần, không biết kế hoạch chữa trị của bác sĩ Sở là gì. Không bằng nói nghe một chút, mạng người quan trọng, không thể tùy tiện. Tôi cần 3 phút, châm cho cổ ấy. Câu trả lời của Sở Trần ngắn gọn. Trình Viên Tường ngạc nhiên, trọ cười lạnh, tôi ngược lại muốn nhìn xem, Sở Thần Y chữa bệnh như thế nào. Trình Viên Tường cố ý cắn thật mạng 3 chữ Sở Thần Y, đối mặt với khối u tuyến giáp cỏ xu hướng xấu đi, một châm chữa bệnh, đây quả thực là vớ vẩn, Trình Viên Tường cảm giác Sở Trần quả thực đang vũ nhục chuyên môn của hắn. Bắt đầu từ giờ khắc này, Trình Viên Tường quyết định, càng không cần nể mặt người thanh niên trước mắt này, hắn quả thực chính là một kẻ lừa đảo dựa vào chữa bệnh từ thiện. Mời, Trình Viên Tường lạnh lùng mở miệng, hắn đã khẩn cấp muốn vạch trần bộ mặt thật của Sở Trần. Mọi người ở đây cũng rất ồn ào. Bọn họ đều biết Sở Trần có danh hiệu Sở Nhất Châm, nhưng không nghĩ tới, dưới tình huống như vậy Sở Trần lại biết khoe khoang khoác lác. Các người nói Sở Trần có phải nói khoác hay không? Trong đám người tự nhiên có một vài người có dụng tâm khác, lập tức nắm lấy co, hội mang thiết tấu, đây cũng không phải là cái gì đau thắt lưng đau chân, là khối u tuyến giáp thực sự, một mũi châm hiệu quả. Đùa giỡn sao? Sở Trần còn tưởng rằng trước mắt này là bệnh nhân hắn đã chọn ra trước sao. Tôi hơi nghi ngờ liệu những gì tôi đã thấy trước đây có phải sự thật hay không. Ha ha, tôi đã sớm nói, trên đời này sao lại có y thuật cao minh như vậy. Tôi đã sớm nhìn thấu tất cả, hôm nay đặc biệt đi xem kịch. Liễu Khai Hồng nhíu mày, đám người có người đang cố ý mang tiết tấu, những lời vừa rồi của Sở Trần khiến rất nhiều người vốn ủng hộ anh cũng không biết phản bác như thế nào. Liễu Khai Hồng nhìn về phía Sở Trần, lấy hiểu biết của ông đối với Sở Trần, anh sẽ không phải là người bắn tên không đích. Lúc này, Liễu Mạn Mạn đã lấy kim bạc ra, Trình Viên Tường khóe miệng nhếch lên, bộ dáng xem kịch. Người phụ nữ trung niên thấp thỏm bất an, nhưng, sâu trong nội tâm vẫn mơ hồ có chút chờ mong, nếu Sở Trần thật sự có thể dùng châm cứu chữa khỏi cho cô liền có thể tránh khỏi rất nhiều thống khổ, cho dù Trình Viên Tường hứa hẹn với cô sẽ trị bệnh cho cô. Các người cảm thấy kim trong tay tôi thật sự không thể trị liệu cho bệnh nhân này sao? Sở Trần bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi một câu. Trình Viên Tường híp mắt cười, tôi mỏi mắt mong chờ. Nếu hôm nay các người có lòng như vậy đến trao đổi y thuật với tôi, không bằng đánh cược đi. Sở Trần không vội vàng châm cứu, có dám đánh cược hay không? Người đàn ông họ Đàm nhất thời hứng thú, cậu nói xem. Đừng nói là một châm,
tôi thậm chí ngay cả châm cũng không cần, cũng có thể chữa khỏi cho bệnh nhân này. Sở Trần nói, nếu như tôi làm được, mấy người các người, liền ở lại y quán Liễu gia làm trợ thủ một năm. Vừa dứt lời, vài người trung niên mặc Âu phục dày da thần sắc đều trầm xuống. Bọn họ đều là những nhân vật trụ cột của các bệnh viện lớn, thu nhập cao, tầng lớp cao. Để cho bọn họ làm trợ thủ trong y quán trung y mà bọn họ coi thường trong lòng, đây không thể nghi ngờ là nhục nhã lớn lao đối với bọn họ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Sở Trần có thể thắng. Nếu cậu không làm được, Trình Viên Tường hỏi ngược lại, nếu như tôi không làm được, Sở Trần thản nhiên nói, tôi từ nay về sau không dùng châm y nữa, hơn nữa đến bệnh viện của các người làm thực tập sinh một năm. Toàn tròng xôn xao, khuôn mặt Liễu Khai Hồng cũng đều biến đổi mạnh mẽ, Sở Trần. Liễu Mạn Mạn nhìn Sở Trần, anh ta thật sự có lòng tin như vậy sao? Thế nhưng, anh ta lại nói ngay cả kim cũng không cần, vậy anh ta dùng cái gì? Cậu không dùng châm, vậy cậu muốn dùng cái gì? Người đàn ông họ Đàm cũng cảnh giác hỏi, ngộ nhỡ Sở Trần quay lại cầm dao phẫu thuật cho bệnh nhân này, đó cũng là không cần châm, bọn họ chẳng phải là sẽ thua sao? Sở Trần nhìn về phía Liễu Mạn Mạn, Mạn Mạn, lại phiền cô đi một chuyến, mang đàn trong lương đình vừa rồi tới. Dùng đàn, Liễu Mạn Mạn ngây người. Cô bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi, thời điểm Sở Trần ở tròi nghĩ mát đánh đàn phóng thích ra sát khí. Sở Trần đàn, có thể giết người, cũng có thể cứu người. Sở Trần gật đầu, Liễu Mạn Mạn phục hồi tinh thần, lập tức xoay người đi tới. Tất cả mọi người ở đây đều xôn xao. Dùng đàn trị bệnh, quả thực chưa từng nghe thấy. Tôi không nghe lầm chứ, Sở Trần muốn dùng đàn trị bệnh. Thiên Hoang Dạ Đàm, âm nhạc có cảm hóa khối u không? Xưa có Công Minh Nghi đánh đàn gảy tai châu, nay có Sở Trần đánh đàn đối đầu với khối u. Ánh mắt Trình Viên Tường gắt gao nhìn chằm chằm Sở Trần, tựa hồ cũng rất không hiểu hành động của Sở Trần, cậu chỉ dùng một cây đàn để chữa bệnh. Sở Trần mỉm cười, có dám cược hay không? Cậu muốn cược cái gì tôi cược với cậu? Người đàn ông họ Đàm không chút do dự mở miệng, đánh đàn với khối u, quả thực là vớ vẩn. Mấy người còn lại liếc nhau một cái. Nghe Trình Viện Trưởng quyết định đi. Đúng lúc, bệnh viện của tôi thiếu thực tập sinh, Sở Trần làm đầu tiên liền đến bệnh viện của tôi đi, ha ha ha. Bọn họ đều rất ung dung, người bình thường đều biết kết quả của ván cược này, bọn họ chỉ coi như Sở Trần điên rồi. Ánh mắt Trình Viên Tường nhìn chằm chằm Sở Trần, tựa hồ muốn từ trong vẻ mặt của anh nhìn ra chút gì đó. Hắn không rõ vì sao Sở Trần lại chủ động đưa ra loại cá cược này. Một lát sau, Trình Viên Tường bỗng nhiên tầm mắt híp lại. Chẳng lẽ Sở Trần cán bản là muốn quyệt nợ? Nói mà không có bằng chứng. Trình Viên Tường nhìn chằm chằm Sở Trần mở miệng. Khuôn mặt Sở Trần nhẹ nhàng biến ảo một chút, rất nhanh liền khôi phục bình thường, tất cả đều hoàn toàn bị Trình Viên Tường bắt được. Quả nhiên là như thế. Trình Viên Tường yên tâm rồi, đồng thời cười lạnh, lại muốn ở trước mặt hắn chơi loại thủ đoạn nhỏ này. Trong mắt Trình Viên Tường, Sở Trần tựa hồ đâm lao phải theo lao. Sở Trần do dự một chút, tất cả mọi người ở đây đều có thể làm người làm chứng, làm sao có thể nói mà không có bằng chứng. Vậy cũng không được, người đàn ông họ Đàm chủ động cầm giấy bút tới, díu dít viết nội dung đánh cược ra, sau khi xác nhận không sai, ký tên ở trên, may người còn lại cũng đều nhao nhao ký tên, giấy bút rơi vào trong tay Trình Viên Tường, Trình Viên Tường giơ giấy bút trong tay lên một chút, viết biên bản làm chứng. Nói xong, Trình Viên Tường tự mình viết tên xuống trước. Cái hố mình đào ra, rừng rừng cũng muốn nhảy xuống đi. Trình Viên Tường cười tủm tỉm đưa giấy bút cho Sở Trần. Sở Trần trần chờ một chút, người đàn ông họ Đàm cố ý khiêu khích, không phải cậu không dám chứ. Vậy thì đặt cược đi. Sở Trần cầm lấy bút, viết tên mình. Lúc này, Liễu Mạn Mạn đã trở về, phía sau có hai bảo vệ y quán đang nâng đàn. Đàn cô được bày biện, Trình Viên Tường cười nói, có thể bắt đầu rồi. Đám người đàn ông họ Đàm cũng nhìn không được đang cười trộm, dùng cầm trị bệnh, tên này đang suy nghĩ khác thường a. Người phụ nữ trung niên cũng có chút bối rối, ngồi có chút luống cuống tay chân. Thả lỏng toàn thân là được, không cần căng thẳng. Thanh âm Sở Trần truyền đến, thanh âm ôn hòa, khiến người phụ nữ trung niên có loại cảm giác an tâm khó hiểu. Lúc này Sở Trần đã ngồi trước đàn cồ, rất nhiều ánh mắt tập trung lại. Đối diện đàn cồ, người phụ nữ trung niên hít sâu một hơi. Tuy rằng rất hoang đường, nhưng cô hy vọng Sở Trần có thể thắng. Trình Viên Tường cười tủm tỉm nhìn một màn này, theo hắn thấy, đây chính là một hồi trò cười. Đàn cô nếu có thể trị bệnh, giao phẫu thuật của tôi có thể hát hay không?
Người đàn ông họ Đàm bật cười. Mười ngón tay Sở Trần đặt trên dây đàn, chợt, một tiếng vang giòn vang lên, cả đại sảnh đều an tĩnh lại. Đàn trong nháy mắt được gầy, thanh âm nổ tung, khiến màng nhĩ người ta chấn động. Nhất là Trình Viên Tường và mấy người đến từ Tây Minh Hội, lại càng có loại cảm giác màng nhĩ truyền đến đau đớn, phảng phất như bị người ta đánh một quyền vào bên tai, cả đầu đều ong ong, theo bản năng lui ra sau vài bước. Liễu Khai Hồng thần sắc toát ra kinh ngạc, một màn này có thể nhìn ra được, Sở Trần đối với khống chế tiếng đàn quả thực đến cảnh giới vi diệu. Ở trong cùng một không gian, người của Tây Minh Hội được đãi ngộ đặc biệt. Loại cảnh tượng này Liễu Khai Hồng cũng không xa lạ, có cường giả giới võ giả như vậy, bọn họ có thể thông qua âm luật đế giết địch. Xa không đề cập tới, trên Thanh Phong Quan, vị siêu cấp cường giả tông sư đỉnh phong của Cửu Huyền Môn, chỉ dựa vào Ngọc Tiêu, kinh thế hãi tục. Sở Trần hiển nhiên cũng là chiếm được chân truyền của hắn. Trên thực tế, khi Sở Trần đưa ra muốn dùng đàn trị bệnh, Liễu Khai Hồng cũng mơ hồ hiểu được ý của Sở Trần, anh muốn dùng đàn để công kích khối u tuyến giáp của người phụ nữ trung niên, nghe có vẻ hoang đường, nhưng nếu như đối với võ giả cấp bậc như Sở Trần, nếu như còn đối với âm luật công kích đạt tới trình độ nhất định, thật sự có thể làm được. Từ thời điểm này trở đi, Sở Trần tương đương với việc phẫu thuật cho người phụ nữ trung niên. Dùng đàn trị liệu, đánh đàn chống lại khối u, tiếng đàn giống như sóng to gió lớn vọt tới người phụ nữ trung niên, ngay từ đầu thân thể người phụ nữ trung niên còn khẩn trương căng thẳng, nhưng dần dần, vẻ mặt của người phụ nữ trung niên toát ra vẻ khó tin, cô rõ ràng cảm giác được tiếng đàn trùng kích thân thể của cô, khiến cô dần dần mất đi cảm giác đối với vị trí cổ. Sở Trần phong ấn mấy huyệt vị trên người cô, anh muốn làm, không chỉ là công kích khối u, còn phải làm cho nó hóa thành hư không. Đây cũng là lần đầu tiên Sở Trần thử, nhưng anh có niềm tin, anh dung nhập kim châm độ mệnh thuật vào trong tiếng đàn, toàn bộ quá trình đánh đàn, thoạt nhìn, tư thế ngồi của Sở Trần lạnh nhạt, mười ngón tay đánh đàn, nhưng trình độ hung hiểm trong đó, chỉ có Sở Trần tự hiểu được, người phụ nữ trung niên ngồi đối diện cũng không cảm nhận được, cô hiện giờ tương đương với việc đặt mình trong lưỡi dao, nếu Sở Trần hơi thao tác không đúng, cô sẽ mất mạng. Một khúc kết thúc, hai tay Sở Trần bỗng nhiên dừng lại. Mười ngón tay đè dây đàn. Tiếng đàn biến mất, Liễu Mạn Mạn theo bản năng nhìn thoáng qua thời gian, không nhiều không ít, vừa vặn 3 phút. Đây, kết thúc rồi à? Toàn bộ đại sảnh, lặng ngắt như tờ. Sở Trần đứng lên, cô hiện tại cảm giác thế nào? Người phụ nữ trung niên phục hồi tinh thần, theo bản năng sờ sờ vị trí cổ mình một chút, tay run lên, cả người kịch liệt run rẩy một chút. Rõ ràng có thể chạm vào khối u, lại không thể tìm thấy. Chẳng lẽ là, người phụ nữ trung niên không thể tin được. Người đàn ông họ Đàm vốn đã chuẩn bị mở chế độ trào phúng lần nữa, lúc này nhìn thấy vẻ mặt của người phụ nữ trung niên, trong lòng không khỏi hồi hộp một chút. Không phải hoang đường như vậy chứ, người đàn ông họ Đàm một bước đi lên, tôi tới kiểm tra cho cô một chút. Một phút sau, người đàn ông họ Đàm giống như mảnh gỗ đứng trước mặt người phụ nữ trung niên, ngây ra như phỗng, không nhúc nhích. Mặc dù hắn còn trẻ. Nhưng hắn có kinh nghiệm phẫu thuật lâm sàng phong phú, đối với phẫu thuật cắt bỏ u tuyến giáp, hắn đã thực hiện rất nhiều lần. Hắn sẽ không đánh giá sai, người phụ nữ trung niên bị u tuyến giáp, đã biến mất. Hội trường bắt đầu náo loạn, không phải là thật chứ? Đàn đối đầu với khối u có tác dụng. Tôi đi, tôi vì lời nói vừa rồi không tin Sở Trần mà tỏ vẻ áy náy, mẹ kiếp quả thực tuyệt. Tôi sớm nên hiểu được, một người đàn ông có trình độ vẽ tranh, cũng có thể dùng đàn trị bệnh. Thần sắc của vài thành viên Tây Minh Hội rõ ràng mang theo vài phần kích động đi lên vây quanh người phụ nữ trung niên. Tôi không tin, nhưng ở đây không có thiết bị chụp CT, phải đưa cô ấy về bệnh viện chụp CT mới có thể xác nhận. Không sai, nói không chừng chỉ là thủ thuật che mắt. Khuôn mặt Trình Viên Tường cũng kịch liệt biến ảo vài cái, đám người đàn ông họ Đàm đã đi kiểm tra, hắn không cần phải kiểm tra. Chúng ta đi, Trình Viên Tường trầm giọng mở miệng, đợi một chút. Sở Trần gọi bọn họ lại, híp cười nói, giấy trắng mực đen, các người quên rồi sao? Nhưng tôi cũng không làm khó các người, hôm nay trở về chuẩn bị thật tốt đi, sáng mai đúng giờ đến y quán Liễu gia làm việc. Cậu cho rằng cậu thắng quyết sao? Vẻ mặt người đàn ông họ Đàm có chút bối rối, hắn cũng không muốn mất đi công án việc làm ổn định, kết quả cụ thể thế nào, còn phải đưa bệnh nhân về chụp CT mới được. Y thuật của các người, cũng chỉ có thể dựa vào máy móc sao? Sở Trần cười nhạo, đây là chẩn đoán cơ bản nhất, theo tôi thấy, các người chỉ là không muốn đối mặt mà thôi. Cái hố đã được đào lên, đối phương cũng nhảy, kế tiếp,
Sở Trần đương nhiên là không chút khách khí đánh mặt. Đối với những người chủ động đưa tới cửa còn đưa mặt kề sát tới, Sở Trần đương nhiên sẽ không nương tay. Bắt đầu từ ngày mai, học thật tốt trung y. Sở Trần nói, thừa nhận người khác ưu tú hơn anh cũng không phải chuyện đáng xấu hổ gì, một năm kế tiếp, ở lại y quán Liễu gia, học một chút y đức đi. Đám người Trình Viên Tường sắc mặt khó coi, xám xịt rời đi. Người phụ nữ trung niên phục hồi tinh thần, bỗng nhiên quỳ gối trên mặt đất, cảm ơn Sở Thần Y, cảm ơn Sở Thần Y. Sở Trần ra hiệu Liễu Mạn Mạn đỡ người phụ nữ trung niên dậy. Đại sảnh y quán Liễu gia vang lên tiếng vỗ tay sấm sét, cùng với tiếng cổ vũ. Mọi người kích động, phấn chấn. Hôm nay bọn họ tận mắt chứng kiến kỳ tích y học. Nếu như không phải người của Tây Minh hội đến gây sự, phỏng chừng Sở Trần đời này cũng sẽ không lựa chọn chỗ tài, như vậy, dùng tiếng đàn đế chữa bệnh. Khám chữa bệnh tiếp tục, Sở Trần trở lại phòng làm việc, đồng thời mỉm cười nói với Liễu Khai Hồng, lập tức vì tuyển mấy trợ thủ cho y quán, đêm nay nên mời ăn cơm đi. Liễu Khai Hồng cười ha ha, cười nạp, nếu như là người khác, nói không chừng còn có thể kiêng kỵ quyền thế của Tây Minh hội, nhưng sau lưng y quán Liễu gia là Bách Hoa Cung, môn phái võ giả, Tây Minh hội không động đến bọn họ. Tôi nghe nói các nơi Tây Minh hội đều rất kiêu ngạo, hôm nay Sở Trần xem như hung háng tát bọn họ một cái. Tâm tình Liễu Tông Hạo cũng rất sung sướng. Chẳng bao lâu, bệnh nhân tiếp theo bước vào. Khám chữa bệnh của Sở Trần cũng trở lại bình thường. Nhưng, đợt náo loạn này cản trở Sở Trần một thời gian, chữa bệnh từ thiện kéo dài đến 8 giờ tối mới kết thúc. Sau khi bệnh nhân cuối cùng rời đi, Liễu Khai Hồng đứng lên, xem ra, bữa cơm hôm nay cũng không thể không rõ a. Bữa án hôm nay ngài thật sự không mời được. Sở Trần buông tay, Liễu Khai Hồng ngạc nhiên, khó hiểu nhìn Sở Trần. Cô dặn dò các trưởng lão đến y quán họp. Liễu Mạn Mạn hiểu được sở, Trần chỉ cái gì, nói trước, thanh âm dừng một hồi, sau đó nói, chuyện muốn thương lượng. Thương lượng cái gì, Liễu Khai Hồng càng thêm mơ hồ, muốn tập hợp tất cả trưởng lão họp bàn thương lượng. Chuyện này đối với Bách Hoa Cung mà nói, là một chuyện lớn, nhưng ông lại không nhận được tin tức. Liễu Khai Hồng hoài nghi mình làm cung chủ giả. Trước khi bắt đầu khám chữa bệnh, cô mới tạm thời đưa ra quyết định. Liễu Mạn Mạn mím môi đỏ, cô nói, muốn ra ngoài, nhường vị trí thánh nữ cho con. Cái gì, Liễu Khai Hồng ngây người. Ông không hiểu hành động này của em gái mình. Tuy rằng Liễu Mạn Mạn là một trong những ứng cử viên cho thánh nữ đời sau, nhưng hiện giờ địa vị của Liễu Như Nhạn ở Bách Hoa Cung như mặt trời ban trưa, chính là thời điểm tốt nhất, cô đột nhiên nhường vị trí thánh nữ. Còn chỉ rõ nhường cho Liễu Mạn Mạn, không thể nghi ngờ, lúc này sẽ bị các trưởng lão kịch liệt phản đối. Liễu Khai Hồng đã có thể dự đoán được tình hình cuộc họp tối nay. Tại sao nó lại muốn nhường vị trí? Liễu Khai Hồng thốt ra. Liễu Mạn Mạn theo bản năng nhìn thoáng qua Sở Trần, lập tức thấp giọng trả lời, con cũng không biết. Cô không biết, Sở Trần biết. Liễu Khai Hồng chú ý tới vẻ mặt Liễu Mạn Mạn, nhịn không được thần sắc mang theo thảm dò nhìn về phía Sở Trần. Sở Trần nghiêm túc mở miệng, có thể là Liễu tỷ tỷ hướng tới thế giới rộng lớn hơn. Khóe miệng Liễu Khai Hồng khẽ giật giật, em gái này của ông, không ra khỏi nhà, ngày thường ngay cả số lần anh trai như ông gặp mặt cũng rất ít, làm sao còn có thể hướng tới thế giới rộng lớn hơn. Sở Trần đang nói nhảm, Liễu Khai Hồng cũng không hỏi nhiều, tình huống cụ thể, cuộc họp tối nay hẳn là sẽ có đáp án. Bữa cơm này, thật đúng là không mời được, điện thoại di động của Sở Trần vang lên. Sau khi nghe điện thoại, Sở Trần nói, tôi có hẹn rồi, tôi đi trước. Mạn Mạn, tiễn Sở Trần. Liễu Khai Hồng mở miệng, đế con tiễn, xa xa một đạo thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh cơ hồ lao ra, con ngươi nhìn chằm chằm Sở Trần. Liễu Thiên Thiên, từ đại sảnh đi ra cửa, con ngươi Liễu Thiên Thiên một mực nhìn chằm chằm Sở Trần. Ngay cả chị cô Liễu Mạn Mạn bên cạnh cũng không hiểu vẻ mặt này của Liễu Thiên Thiên. Thẳng đến khi ba người đi ra cửa y quán. Liễu Thiên Thiên mới hừ một tiếng, tôi vừa mới lật một chút phần cuối của Độc Vương Tâm Kinh, căn bản còn chưa hết. Trang cuối cùng, bốn từ cuối cùng, vẫn còn chưa hết. Điều này khiến Liễu Thiên Thiên suýt nữa nôn ra máu. Sở Trần lại lừa cô. Sở Trần ngạc nhiên, đây chỉ là phần cuối, tôi cũng chưa nói xong, yên tâm đi, lần sau khi tôi tới, mang đến cho cô phần tiếp theo của Độc Vương Tâm Kinh. Đầu, giữa, dưới, tiếp theo. Sao anh không mang bộ thứ hai của Độc Vương Tâm Kinh? Liễu Thiên Thiên nội tâm điên cuồng chửi bới, cuối cùng vẫn nhịn xuống không nói ra, ngộ nhỡ nói ra vừa vặn cho Sở Trần cảm hứng. Theo Liễu Thiên Thiên thấy, Sở Trần tên này chuyện gì cũng làm được.
Ở trước cửa y quán Liễu gia chờ Sở Trần chính là Tiếu Phong. Sau khi Sở Trần lên xe, Tiếu Phong cười mỏ, miệng, Sở đội, nghe nói anh vừa mới làm một chuyện không bình thường. Tiếu Phong thật sự từ đáy lòng kính nể Sở Trần, đồng thời cũng vì mình có thể làm việc bên cạnh Sở Trần mà kiêu ngạo. Trong cuộc đặc chiến, không biết bao nhiêu người hâm mộ hắn. Chuyện nhỏ mà thôi, đi thôi, quán bar của chị Đào, tối nay mời cậu uống rượu. Xe nhanh chóng đi, y quán Liễu gia, màn đêm bao phủ, thỉnh thoảng cỏ xe dừng ở cửa y quán, sau đó mấy đạo thân ảnh đẩy cửa đi ra, đi vào y quán. Thánh nữ đã không triệu tập tất cả bọn họ họp trong một thời gian dài. Rất nhiều trưởng lão sau khi gặp mặt, đều đang suy đoán nguyên nhân thánh nữ lần này triệu tập bọn họ. Rất nhanh, 10 giờ tối, 13 trưởng lão Bách Hoa Cung tề tập tại y quán Liễu gia. Đoàn trưởng lão 13 hộ pháp Bách Hoa Cung, là nòng cốt chủ yếu của cao tầng Bách Hoa Cung. Quyền lợi của Bách Hoa Cung sườn kim tự tháp, thánh nữ ở trên cùng, sau đó là cung chủ, phía dưới chính là một đoàn hộ pháp trưởng lão. Giờ này khắc này, đại sảnh y quán, các hộ pháp trưởng lão thì thầm ghé tai, thần sắc đều mang theo vài phần nghi hoặc. Tông môn của Bách Hoa Cung cách Dương Thành không xa, bởi vì tông chủ cùng thánh nữ đều trường kỳ ở y quán, cho nên nơi này cũng được xưng là trung tâm quyền lực của Bách Hoa Cung. Chẳng qua, thánh nữ tại vị nhiều nảm, bọn họ ngay cả liếc mắt một cái cũng khó, hôm nay vì sao phá lệ triệu tập gặp mặt tất cả bọn họ. Phạm hộ pháp, ông biết không? Một người hỏi, nghe nói con trai Phạm Đông Lâm của ông mỗi ngày đều canh giữ ở phía sau sân thánh nữ, ít nhiều hẳn là có thể nghe được một vài tin tức đi. Nghe vậy, sắc mặt Phạm hộ pháp trực tiếp trầm xuống. Nghịch tử của ông, bại hoại gia phong. Phạm hộ pháp đã sinh lòng trở về cho nghịch tử một trận ý nghĩ. Phạm hộ pháp tên là Phạm Lạc Hùng, trong số đông đảo hộ pháp trưởng lão của Bách Hoa Cung, tư lịch của Phạm Lạc Hùng xem như cao, cũng không có ai dám tiếp tục lấy con trai ông ra đùa giỡn. Sau khi hỏi thám lẫn nhau không có kết quả, chỉ có thể ngồi xuống uống trà chờ. Rất nhanh, Liễu Khai Hồng cũng cất bước đi tới. Tông chủ tới rồi, đông đảo hộ pháp trưởng lão nhao nhao đứng lên, chắp tay về phía Liễu Khai Hồng. Liễu Khai Hồng chắp tay đáp lại, còn chưa ngồi xuống, các trưởng lão hộ pháp đã nhao nhao hỏi thám. Liễu Khai Hồng cũng lắc đầu, ta cũng không biết thánh nữ triệu tập mọi người tới đấy cụ thể làm cái gì. Về chuyện thánh nữ thoái vị, Liễu Khai Hồng cũng không dám nói ra. Quả bom này, vẫn là để cho thánh nữ tự mình đến kích nổ đi. Ngay cả tông chủ cũng không biết, đông đảo hộ pháp trưởng lão ánh mắt liếc nhau, đều có loại cảm giác không tốt. Gió mưa đang đến, Liễu Khai Hồng vừa ngồi xuống, ngoài đại sảnh, một bộ thân ảnh váy dài, bộ pháp nhẹ nhàng, tư thái uyển chuyển, mái tóc dài buông vai theo gió nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh đẹp che khuất, đôi mắt xinh đẹp cực kỳ khiến người ta chú ý hai bên cô. Chị em Liễu Mạn Mạn cùng Liễu Thiên Thiên. Thánh nữ đến rồi, đối mặt với đông đảo hộ pháp trưởng lão, Liễu Như Nhạn thần sắc lạnh nhạt, Liễu Thiên Thiên cũng không để ý, Liễu Mạn Mạn thì nhìn không được tim đập mạnh lên, cô biết chờ lát nữa cô tuyên bố tin tức, đám hộ pháp trưởng lão này nhất định sẽ không dễ dàng đồng ý. Ứng cử viên thánh nữ của Bách Hoa Cung, cũng không chỉ có một mình Liễu Mạn Mạn. Những hậu bối trẻ tuổi trong nhà những trưởng lão này, cũng có ứng cử viên làm thánh nữ. Hao tổn tâm cơ đi bồi dưỡng. Bọn họ há có thể dễ dàng đáp ứng vị trí thánh nữ trực tiếp để cho Liễu Mạn Mạn thay thế. Hội trường im lặng, đôi mắt Liễu Như Nhạn nhìn xung quanh, chợt bình tĩnh mở miệng, tối nay triệu tập chư vị trưởng lão, là muốn tuyên bố một chuyện, 3 ngày sau, ta chính thức rời khỏi vị trí thánh nữ, do Liễu Mạn Mạn tiếp nhận. Đại sảnh, im lặng như chết, ước chừng 10 giây, khuôn mặt Liễu Khai Hồng hơi co giật, các trưởng lão hộ pháp trực tiếp xôn xao. Quá đột ngột, không có một tia phòng bị, thánh nữ liền tuyên bố tin tức này. Không được, cái này quá mức là trò đùa. Không ngoài dự liệu, lập tức có hộ pháp trưởng lão lớn tiếng mở miệng. Vị trí thánh nữ, đối với Bách Hoa Cung mà nói, là chuyện lớn hàng đầu, làm sao có thể nói 2-3 câu là quyết định. Xin lỗi, lão phu không thể chấp nhận đề nghị này. Kim tự tháp quyền lợi của Bách Hoa Cung, thánh nữ tuy rằng ở trên cùng, nhưng nếu các trưởng lâu hộ pháp nhất trí mà nói, có thể có toàn bộ phiếu quyền phủ định. Loại tình huống này rất ít xác suất xảy ra, nhưng giờ phút này, vị trí thánh nữ thay đổi, hiển nhiên gặp phải ít sự kiện xác suất. 13 hộ pháp trưởng lão của Bách Hoa Cung cơ hồ đồng thời biểu đạt trong lòng khơi dậy phản đối mãnh liệt. Liễu Khai Hồng nhìn về phía Liễu Như Nhạn, cục diện này từ lúc ông dự đoán, ông tin tưởng Liễu Như Nhạn hẳn là cũng rất rõ. Vị trí thánh nữ, làm sao có thể trực tiếp do Liễu Như Nhạn chỉ định? Liễu Như Nhạn đứng lên,
Đông đảo hộ pháp trưởng lão rất nhanh an tĩnh, bọn họ đều muốn biết thánh nữ vì sao lại nói ra những lời này. Tuy rằng thánh nữ là người mạnh nhất Bách Hoa Cung, nhưng Bách Hoa Cung tuyệt đối không có khả năng là lời nói của một nhà. Chúng tôi không thể đồng ý. Phạm Lạc Hùng lắc đầu, thánh nữ qua loa rồi. Con người liễu như nhạn đảo qua mỗi một trưởng lão hộ pháp ở đây. Bỗng nhiên, một cỗ khí thức từ trên người liễu như nhạn bí mật đi ra, trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh, 13 trưởng lão có loại cảm giác khí cơ hoàn toàn bị tập trung, cả người đều không thể nhúc nhích. Bá, Liễu Khai Hồng đột nhiên đứng lên, ánh mắt không thể tin nhìn về phía liễu như nhạn. Loại tình huống này duy trì gần một phút đồng hồ, khí tức biến mất, 13 trưởng lão cơ hồ đồng thời hai chân mềm nhũn, sau lưng đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ánh mắt nhao nhao nhìn liễu như nhạn, thần sắc khiếp sợ. Ta đột phá đến khí tức cản rồi. Liễu như nhạn mở miệng. Trong mắt hai chị em liễu mạn mạn đều trợn tròn đến mức tròn vo, khí tức cảnh. Mọi người trong giới võ giả đều rõ, điều này có nghĩa là cái gì giới võ giả hiện nay, tông môn có được cường giả khí tức cảnh, chỉ có 4, bọn họ được công nhận là đại phái siêu cấp giới võ giả. Bách Hoa Cung, lại cũng sinh ra cường giả khí tức cảnh. Điều này chẳng phải có nghĩa là, Bách Hoa Cung có cơ hội trở thành tông phái siêu cấp thứ 5 trong giới võ giả. Hô hấp của các trưởng lão hộ pháp trò nên dồn dập, thân thể run rẩy nhẹ nhàng. Trong mắt võ giả, khí tức cảnh chính là tồn tại giống như thần. Dưới loại tình huống này, đừng nói thánh nữ thay đổi, cho dù liễu như nhạn muốn bãi bỏ bất kỳ một trưởng lão nào, những người khác cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị nào. Quá tốt rồi, Liễu Khai Hồng vô cùng kích động, đây là chuyện may mắn lớn nhất chàm nám qua của Bách Hoa Cung a. Liễu Khai Hồng nhìn liễu như nhạn, từ nay về sau, cô sẽ trở thành tiêu điểm của giới võ giả, cô sẽ có được thế giới rộng lớn hơn. Liễu Khai Hồng bỗng nhiên sửng sốt một chút, chợt nhớ ra làm sao có chút quen thuộc. Một lúc lâu sau, đồng tử Liễu Khai Hồng chấn động. Sở Trần nói, Sở Trần đã sớm biết liễu như nhạn đột phá đến khí tức cảnh. Cậu ta lại biết sớm hơn so với người làm anh trai như mình, Liễu Khai Hồng bỗng nhiên có loại cảm giác chua xót. Nghe nói. Sau khi khí tức cảnh của tứ đại tông phái ra biển, đồng thời mất liên lạc, đây có phải là ý nghĩa, Bách Hoa Cung chúng ta, là giới võ giả hiện nay, tông phái duy nhất có được cường giả khí tức cảnh. Có hộ pháp trưởng lão thanh âm run rẩy, kích động mở miệng. Bắt đầu từ giờ khắc này, bọn họ đều rõ, địa vị của Bách Hoa Cung trong giới võ giả, thẳng tắp leo lên. Địa vị của bọn họ đương nhiên cũng theo nước thì thuyền lên. 3 ngày sau mới tuyên bố do Liễu Mạn Mạn đến thay thế vị trí thánh nữ của Bách Hoa Cung có phải là quá lâu hay không, ta cảm giác ngày mai là một ngày tốt lành a. Kỳ thật, đứa nhỏ Mạn Mạn này ta nhìn thấy từ nhỏ đã lớn, theo ta thấy, nó là ứng cử viên hoàn hảo cho vị trí thánh nữ đời sau của Bách Hoa Cung. Mọi người hành động, nghi thức 3 ngày sau, muốn cho giới võ giả nhìn ra khí phái của Bách Hoa Cung chúng ta. Liễu Khai Hồng trợn mắt há hốc mồm, đám lão gia hỏa này, da mặt cũng quá dày. Lại có thể làm được mặt không đổi sắc liền thay đổi cách nói. Còn cuộc biểu tình kịch liệt vừa rồi thì sao? Bách Hoa Cung giờ khắc này, đoàn kết chưa từng có. Liễu Khai Hồng trợn mắt há hốc mồm nhìn 13 hộ pháp trưởng lão, chuyện kế tiếp thậm chí không cần liễu như nhạn cùng cung chủ Bách Hoa Cung như ông mở miệng, 13 hộ pháp trưởng lão đã an bài thỏa đáng, bọn họ đã khẩn cấp muốn tuyên bố với bên ngoài, Bách Hoa Cung đã có được cường giả khí tức cảnh. Bọn họ đã rất khẩn cấp nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ thất sắc của các đại môn phái trong giới võ giả. Liễu Mạn Mạn cũng vẻ mặt mờ mịt, một khắc trước 13 hộ pháp trưởng lão còn đang kiên quyết phản đối, hiện tại trình độ nhiệt tình, hận không thể hiện tại gọi thẳng cô là thánh nữ. Sở Trần cũng không biết tình huống y quán liễu gia, anh đã đi tới quán 321, không có nhiệm vụ đặc biệt, chỉ là thuần túy muốn thả lỏng một chút. Trong phòng, hai người Sở Trần cùng Tiêu Phong uống thỏa thích, đồng thời. Sở Trần cũng gọi Hạ Bắc, công ty Bắc Trần kinh doanh càng ngày càng nhiều, Hạ Bắc cũng càng ngày càng bận rộn, hiện tại Hạ Bắc cũng không còn là tam thiếu gia phế Hạ gia nữa, nhảy vọt trở thành thương kiêu trẻ tuổi nóng bỏng. Anh Trần, uống ly này. Hạ Bắc nâng chén rượu lên, nghe chị dâu nói, địa điểm mới của Bắc Trần ở Kinh Thành đã được sửa sang, em cũng chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó, chúng ta chinh chiến Kinh Thành. Sở Trần cùng Hạ Bắc chạm ly, chúc Bắc Trần thành công. Sau rạng sáng. Giang Ánh Đào mới đẩy cửa phòng lớn, khoan thai đến trễ. Cô Đào, nên tự phạt 3 chén đi. Sở Trần mỉm cười, đồng thời cũng tò mò vì sao Giang Ánh Đào đến muộn. Phải biết rằng, quán ba này tuy rằng đầu tư rất lớn, nhưng chẳng qua chỉ là nghề phụ của Giang Ánh Đào,
bình thường, cô sẽ không đầu nhập trọng tâm rất lớn vào hoạt động của quán bar. Chỉ là ba ly rượu, khó có được chị Đào sao? Tư Đồ Tĩnh đi theo vào hỗ trợ. Giang Ánh Đào cũng không có nhăn nhó, trực tiếp cầm lấy ly rượu, uống liền ba ly, ngồi xuống. Tôi vừa rồi đang họp, sở đội tạm thời triệu tập hội nghị, tổ trưởng các tổ điều tra cục đặc chiến đều phải tham gia. Có chuyện, Sở Trần hỏi, về giới võ giả nước ngoài. Sau khi Giang Ánh Đào uống ba ly rượu, dưới ánh đèn chiếu rọi, khuôn mặt hơi hồng nhuận, đôi mắt hoa đào có vẻ ướt át mê người, cô chính là loại nữ yêu tinh hồn siêu phách lạc. Sở Trần ngồi bên cạnh Giang Ánh Đào có loại cảm giác tùy thời tùy chỗ đều phải đối mặt với các loại khảo nghiệm. Vụ án đội ngũ võ giả Chiến Long Đảo bị giết khiến cho cục đặc chiến rất coi trọng, nếu giới võ giả nước ngoài không an phận, một khi đổ bộ, sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, cho nên, trong khoảng thời gian này, cục đặc chiến phái ra từng đội ngũ ra biển điều tra tin tức. Ban đầu chỉ mang theo một cuộc tìm kiếm mù quáng, tuy nhiên, với sự điều tra sâu hơn của công tác điều tra, chúng tôi đã nắm bắt được ngày càng nhiều thông tin. Giang Ánh Đào mở miệng, thứ nhất, đã có thể xác định chính là, Chiến Long Đảo quả thật bị Thiên Ngoại Thiên chiếm lĩnh, Chiến Long Đảo bây giờ, là cường giả Thiên Ngoại Thiên định đoạt. Tin tức về Thiên Ngoại Thiên, Sở Trần lúc Giang Ánh Đào trao đổi đã nói cho cô biết. Thứ hai, từ sau khi Chiến Long Đảo bị chiếm, phạm vi vùng biển hỗn loạn, thường xuyên bộc phát chiến đấu, vùng biển hiện giờ tràn ngập tính nguy hiểm. Giang Ánh Đào nhìn Sở Trần một cái, tùy tiện ra biển mà nói, sẽ rất nguy hiểm. Cô biết Sở Trần sắp ra biển. Còn nữa, người của chúng tôi, không thể tìm thấy đảo Võ Ốc mà anh nói. Giang Ánh Đào nói rất nhiều tin tức cho Sở Trần, đều là về tình huống vùng biển. Hội nghị lần này của sở đội, còn có một trọng điểm, chính là yêu cầu tổ điều tra nhanh chóng nắm giữ hành tung của rất nhiều hải tặc lưu lạc trong phạm vi vùng biển. Giang Ánh Đào nghiêm nghị nói, trên phạm vi toàn cầu. Còn có không ít vùng biển ở chỗ sâu, hải tặc hoành hành, hiện giờ dưới tình huống giới võ giả vùng biển hỗn loạn, hải tặc càng thêm hành động càng ngày càng nghiêm trọng. Mấy ngày gần đây, có vài chiếc thuyền cỡ lớn gặp phải sóng lớn hải tặc cướp giết, có người chỉ là tổn thất tài vật, có người thậm chí còn xảy ra giết người. Vừa dứt lời, sắc mặt Sở Trần đột nhiên biến đổi. Cướp biển hoành hành, cha mẹ anh vẫn còn trên một con tàu biển. Sở Trần lập tức gọi điện thoại cho nhị thúc. Lần này cuối cùng cũng chủ động đề nghị đến số điện thoại liên lạc của cha mẹ. Yên tâm đi, nhiều nhất còn 3 nắm ngày, cha mẹ người sẽ về nước, sẽ không xảy ra chuyện gì. Sở Khai Bình rất bình tĩnh. Sở Trần cúp điện thoại, hít sâu một hơi, lập tức gọi điện thoại cho cha. Giờ phút này, Sở Trần có loại khẩn trương khó hiểu. Anh từ nhỏ lớn lên ở Cửu Huyền Môn, hai chữ cha mẹ, có chút xa lạ. Tuy nhiên, lần này, điện thoại không thể kết nối. Không phải trong khu vực dịch vụ, ở vùng biển sâu, không có tín hiệu là điều bình thường. Sở Trần thử gọi điện thoại cho mẹ, kết quả cũng vậy. Không thể kết nối, Sở Trần nhíu mày một chút, sẽ không trùng hợp như vậy. Sở Trần mạnh mẽ kiềm chế cảm giác bất an trong lòng, lại gọi điện thoại cho nhị thúc Sở Khai Bình. Điện thoại không liên lạc được cũng bình thường, yên tâm đi, ta liền thông báo cho các thành viên cục đặc chiến ở sâu trong vùng biển, để cho bọn họ đi tụ họp với cha mẹ ngươi. Sở Khai Bình nhanh chóng đưa ra một loạt sắp xếp, dù sao bọn họ vừa vặn lựa chọn đường biển về nước, ta phải nhổ lông cừu của hai vợ chồng này. Cuộc đấu tranh ỏ, vùng biển không phải là kinh doanh, Sở Trần cũng không cho rằng cha mẹ mình có thể giúp đỡ cái gì, hy vọng bọn họ bình an trở về là tốt rồi. Sau khi kết thúc cuộc đối thoại vói sỏ, Khai Bình, Sở Trần buông điện thoại xuống. Khi nào anh định ra biển? Giang Ánh Đào hỏi, Sở Trần suy nghĩ một chút, mấy ngày nữa? Dựa theo kế hoạch ban đầu, 10 ngày sau ra biển, nhưng hiện tại, Sở Trần khẩn cấp muốn ra biển. Vùng biển không rõ, tiềm ẩn nguy cơ, cha mẹ còn chưa về nhà, các sư phụ đang gặp nguy hiểm, tất cả những điều này khiến Sở Trần một khắc cũng không muốn chờ đợi. Nhưng Sở Trần cũng hiểu được nguy hiểm trong đó, Thiên Bảo Sư Thúc cùng Liễu Tỷ Tỷ đều là khí tức cảnh, nếu như Đại Tráng Sư Thúc cũng đột phá, cộng thêm chính mình, chuyến đi biển sẽ nắm chắc thêm vài phần. Vậy lần sau chúng ta gặp mặt. Nói không chừng là ở sâu trong biển. Giang Ánh Đào mỉm cười nói, bởi vì nhiệm vụ khẩn cấp, thành viên đội điều tra tổ 9 chúng ta, sáng sớm ngày mai xuất phát. Đồng tử Sở Trần co rụt lại, hiện tại thành viên tổ điều tra tổ 9 ở Dương Thành, chỉ có cô và Tư Đồ Tĩnh. Chỉ có hai chúng tôi đi. Giang Ánh Đào nói, quá nhiều người ngược lại sẽ khiến người ta chú ý, mục đích của chúng tôi là điều tra. Sở Trần trầm ngâm một hồi, lập tức nhìn thoáng qua Tiêu Phong. Tiêu Phong nhất thời thẳng người,
chỉ cần Sở đội mỏ, miệng, hắn có thể lập tức đi theo Giang Ánh Đào ra biển chấp hành nhiệm vụ. Quá nguy hiểm, Sở Trần nói, như vậy đi, để Giang tiền bối cùng hai người ra biển, hệ số an toàn sẽ cao hơn rất nhiều. Vùng biển hỗn loạn, hai người phụ nữ, ra biển quá nguy hiểm, huống chi là Giang Ánh Đào là nữ yêu tinh hệ nước hải dân, cô ở vùng biển, chính là một mỹ nhân ngư. Tiêu Phong, mời Giang tiền bối ra tay, vì sao phải liếc mắt nhìn hắn một cái, đây không phải là rõ ràng cảm thấy thực lực của hắn không đủ. Sở Trần cũng không thể để Giang Ánh Đào cự tuyệt, lập tức gửi tin nhắn cho Giang Khúc Phong. Giang Khúc Phong trả lời cũng rất nhanh chóng ngắn gọn, gặp lại ở biển. Hắn cũng biết Sở Trần muốn ra biển. Giang tiền bối đáp ứng rồi. Sở Trần Dương di động một chút, thuận tiện nói đùa, lần này ra biển chúng ta trở về nhất định phải nhớ rõ đừng để Giang tiền bối một mình ở vùng biển. Giang Ánh Đào phốc phốc cười nhạo, hình ảnh trên máy bay thành phố Riyadh vẫn còn mới. Lần tiếp theo gặp mặt có lẽ chính là ở vùng biển, nơi đó có hung hiểm không thể dự đoán được. Nhưng Sở Trần cùng Giang Ánh Đào đều tự mình kiêm sứ mệnh, bọn họ nhất định phải đi. Đêm nay, đều uống thỏa thích, Tiêu Phong vào khoảng 1 giờ sáng liền say xỉn, Giang Ánh Đào sắp xếp bảo vệ quán ba dìu Tiêu Phong đi đến phòng khách sạn bên cạnh ở. Đương nhiên, Hạ Bắc so với Tiêu Phong ngược lại nhanh hơn, cùng nhau bị đưa đi. Tư Đồ Tĩnh không thắng nối, sớm rời đi. Bên trong phòng riêng chỉ còn lại hai người Sở Trần cùng Giang Ánh Đào. Giang Ánh Đào khuôn mặt má hồng, đôi mắt hoa đào xinh đẹp, dưới tác dụng của rượu, cả người giống như quả đào mật. Lúc uống thoải mái, Giang Ánh Đào còn nhảy một điệu múa, nhẹ nhàng uyển chuyển như mộng như ảo. Sở Trần cũng có chút say rượu, ánh mắt mang theo một chút mông lung, cảnh đẹp trước mắt, tựa như tiên cảnh. Gặp lại ở biển, cuối cùng, bàn tay ngọc trắng nõn của Giang Ánh Đào nhẹ nhàng đặt lên vai Sở Trần, nâng cằm tinh mỹ mê người, nhẹ nhàng nói bên tai Sở Trần một tiếng. Gặp lại ở biển. Sở Trần tối nay không về nhà, anh ở khách sạn bên cạnh quán bar, vừa tỉnh lại, đầu óc thoáng mê man, đêm qua uống quá nhiều, các loại rượu hỗn tạp cùng một chỗ, hơn nữa không có dùng nội lực đi chống lại sự xâm nhập của rượu, Sở Trần khó có được một lần uống đến hơi say. Khoanh chân mà ngồi, vận chuyển công pháp, nửa giờ sau, Sở Trần lần nữa mở mắt, thần thái sáng láng. Gửi tin nhắn cho Giang Ánh Đào, biết được Giang Ánh Đào và Tư Đồ Tĩnh đã xuất phát. Sau khi gọi Tiêu Phong cùng Hạ Bắc lên cùng nhau uống trà sáng, Sở Trần liền lên đường về nhà. Thế cục vùng biển càng ngày càng căng thẳng, anh cũng phải nắm chặt thời gian, hy vọng có thể có đột phá. Trên đường về nhà, Sở Trần lại thử gọi điện thoại cho cha mẹ, điện thoại của bọn họ vẫn không thể kết nối. Nhị thúc Sở, Khai Bình bên kia cũng không có tin tức cụ thể truyền đến. Về đến cửa nhà, Sở Trần vừa mới xuống xe, một đống phóng viên xông tới. Sở Trần, chúng ta chờ anh đã lâu, có thể nói chuyện vài câu không? Sở Thần Y, có thể cho chúng tôi biết nguyên lý đánh đàn chống khối u là gì không? Đây có phải là một bước đột phá mới trong hệ thống y học cổ truyền Trung Quốc? Nghe nói anh có một cá cược với Trình Viên Tường và một số bác sĩ Tây Minh hội khác, anh thật sự sẽ để họ đến y quán Liễu gia làm thực tập sinh sao? Sở Trần mơ hồ một chút, lập tức phục hồi tinh thần lại, ngày hôm qua tin tức đánh đàn trị bệnh truyền ra ngoài. Bị chặn ở cửa. Không nói vài câu cũng không được, Sở Trần dừng lại, ý bảo mọi người an tĩnh. Về việc đánh đàn chống với khối u, đây là hạng mục thứ hai mà công ty Bắc Trần nghiên cứu chế tạo sau Tống Nhan Cao. Tình huống cụ thể, Sở Trần nghiêm nghị nói, bởi vì là cơ mật thương mại, cho nên thật xin lỗi, tạm thời không thể trả lời. Nếu như mọi người có hứng thú, có thể nghiên cứu thêm một chút Tống Nhan Cao của dược phẩm Bắc Trần chúng tôi. Công hiệu của Tống Nhan Cao có rất nhiều, ví dụ như, nhiều phóng viên nhìn nhau. Hiện trường thậm chí còn có truyền thông đang cầm điện thoại di động phát sóng trực tiếp. Đều muốn biết được bí mật đánh đàn khối u trước. Có người hoài nghi là thủ đoạn che mắt, có người nói là thủ đoạn thần tiên, mọi người bàn tán xôn xao. Sở Trần xuất hiện khiến tất cả mọi người cảm thấy mừng rỡ không thôi, một đám dựng thẳng lỗ tai, không dám bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Nhưng nghe xong, tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, bọn họ phảng phất nghe được quảng cáo trực tiếp về Tống Nhan Cao. Nhưng mấu chốt là, Sở Trần giờ phút này nói rất nghiêm túc, tựa hồ thật sự đang giải thích vấn đề của bọn họ, điều này khiến bọn họ không tiện cắt ngang. 8 phút sau, Sở Trần tổng kết lời thoại, giai đoạn tiếp theo, Bắc Trần sẽ thiết lập chi nhánh ở Kinh Thành, đồng thời mở rộng kênh của Tống Nhan Cao, đồng thời tích cực nghiên cứu phát triển dự án đánh đàn chống khối u, cho nên, xin mời đón chờ. Nói xong, Sở Trần tiêu sái xoay người, đi vào biệt thự trang viên.
Nhiều phóng viên truyền thông nhìn nhau, bọn họ phảng phất nghe một cái cô đơn lạnh lẽo. Nhưng Sở Trần chỉ để lại một bóng lưng, truyền thông Dương Thành bởi vì Sở Trần đánh đàn chống khối u mà chấn động, mà giới võ giả, thì bởi vì một tấm thiệp mời của Bách Hoa Cung mà xôn xao. Các đại môn phái cơ hồ đồng thời nhận được thư mời từ Bách Hoa Cung. Bách Hoa Cung sẽ tổ chức một buổi lễ lên ngôi thánh nũ, vào ngày 4 tháng 9. Bách Hoa Cung xác định không phải là đang gây cửa chứ. Còn thánh nữ lên ngồi, nói giống như địa vị thánh nữ Bách Hoa Cung được coi trọng như vậy. Không đi. Ha ha, Thanh Phong Quan đánh một trận, Bách Hoa Cung công nhiên đứng ở bên Cửu Huyền Môn, trợ giúp Cửu Huyền Môn đối phó các đại môn phái, hiện giờ dĩ nhiên còn có mặt mũi phát ra thiệp mời với các đại môn. Cái gọi là lễ nghi này, tôi nghĩ hẳn là cũng chỉ có Cửu Huyền Môn sẽ đi thôi. Toàn bộ giới võ giả đều hành động cho tôi, chống cự Cửu Huyền Môn cùng Bách Hoa Cung. Các đại môn phái nhao nhao đáp lại, có người trực tiếp cự tuyệt, có người không để ý, càng biểu đạt chính mình đối với Bách Hoa Cung khinh thường. Còn có tin tức truyền ra, thánh nữ của Bách Hoa Cung lên ngôi, còn gửi thư mời cho phái Bắc Đẩu và Ma Đạt Sơn. Trong lòng Bách Hoa Cung không có chút bức bách sao? Tấm thiệp mời này của bọn họ có gì khác với chiến thư? Đây không phải là cố ý vạch trần vết sẹo của Ma Đạt Sơn và phái Bắc Đẩu sao? Long Hổ Song Hiệp phái Bắc Đẩu đáp lại, quả nhiên, bọn họ trực tiếp tuyên bố không có khả năng tham gia nghi lễ Bách Hoa Cung này, không giữ lại một chút thể diện a. Bách Hoa Cung nho nhỏ, có thể diện sao? Giới võ giả huyên náo. Sau khi phái Bắc Đẩu chính diện đáp trả, càng nhiều môn phái lần lượt đi theo bước chân của phái Bắc Đẩu, không lén lút trả lời lời mời của Bách Hoa Cung, mà trực tiếp tuyên bố với bên ngoài. Trang viên Liễu gia, phòng trà. Xem đi, tất cả tôn trọng đều xuất phát từ thực lực trên cơ sở. Liễu Khai Hồng uống một chén trà, Mạn Mạn, lễ sắc phong thánh nữ, con duy trì bình thường là được. Liễu Mạn Mạn gật gật đầu. Phản ứng của khắp nơi cổ đều nhìn thấy, vốn Liễu Mạn Mạn đối với đoàn 13 hộ pháp trưởng lão tận lực tạm thời giấu giếm tin tức cô đã thăng cấp khí tức cảnh có chút nghi hoặc, hiện tại hoàn toàn hiểu rõ, đúng như lời cha nói, tất cả tôn trọng đều xuất phát từ thực lực. Chỉ có tất cả mọi người xem thường thực lực của bọn họ, lại hung hăng tát một cái, ấn tượng của bọn họ mới có thể khắc sâu. Vào buổi tối, phái Bắc Đẩu, trên đại điện, Cao Trấn Long thần sắc âm trầm lóe lên, trầm giọng mỏ, miệng. Ta không biết Bách Hoa Cung lấy đâu ra lá gan, lại dám dùng một tấm thiệp mời nhục nhã phái Bắc Đẩu chúng ta, có lẽ sau lưng bọn họ có Cửu Huyền Môn ủng hộ, nhưng Bách Hoa Cung chung quy vẫn là Bách Hoa Cung, phái Bắc Đẩu chúng ta làm sao đối mặt với sự khiêu khích nhục nhã của Bách Hoa Cung cũng thờ ơ, từ nay về sau, làm sao có thể đặt chân vào giới võ giả. Ý của Long Ca là, Đặng Kiệt Hổ thám dò hỏi, phá hư nghi thức lần này. Đây không phải là một cuộc đọ sức giữa phái Bắc Đẩu và Cửu Huyền Môn. Cao Trấn Long lạnh lùng nói, chỉ cần chúng ta phá hủy nghi thức lần này, chính là đánh vào mặt Cửu Huyền Môn, ta đã triệu tập một bộ phận hộ pháp trưởng lão đến đây, cùng nhau thương nghị đối sách. Rất nhanh, mười mấy người tụ tập trong đại điện, cảm xúc rất phấn khích, nhiều năm qua như vậy, phái Bắc Đẩu chưa từng bị xem thường như thế. Nguyên nhân triệu tập mọi người tới nơi này không cần phải nói nhiều. Cao Trấn Long trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Trấn Thanh nói, hiện tại chúng ta cần thảo luận chính là... Làm thế nào tìm một lý do chính đáng, can thiệp vào nghi thức lên ngôi lần này của thánh nữ Bách Hoa Cung, sau đó phá hủy nó. Phái Bắc Đẩu chúng ta làm việc, còn cần phiền toái như vậy sao? Một gã trưởng lão nhíu mày, nếu như không phải tấm thiệp mời này, ỏ, trong mắt lão phu, Bách Hoa Cung thậm chí ngay cả chút cảm giác tồn tại cũng không có. Đúng vậy, Bách Hoa Cung, chẳng qua chỉ là tên hề mà thôi. Theo ta nói, trực tiếp thông báo cho bọn họ, buổi lễ lần này. Không hợp với quy củ của giới võ giả, đế cho bọn họ hủy bỏ. Trong đại điện, các trưởng lão hộ pháp nghị luận sôi nổi. Chẳng qua, thảo luận hơn 10 phút, đều không có đưa ra phương án thực chất. Bỗng nhiên, có một người trung niên vọt vào đại điện, thở hồng hộc, Bách Hoa Cung, gửi điện mừng tới. Bách Hoa Cung còn dám làm yêu. Đầu tiên là buổi lễ, sau đó là điện mừng, ha ha, Bách Hoa Cung thật sự không để phái Bắc Đẩu chúng ta vào mắt sao. Đặng Kiệt Hồ cười lạnh, người nói xem, Bách Hoa Cung phát ra điện mừng gì. Người trung niên cũng là một gã hộ pháp trưởng lão phái Bắc Đẩu, giờ phút này thần sắc bối rối, ánh mắt khó nén chấn động, thanh âm hơi run rẩy, thánh nữ Bách Hoa Cung, khóe miệng Cao Trấn Long lạnh lùng nhếch lên. Quả nhiên lại liên quan đến thánh nữ, Bách Hoa Cung đang liều chết, người hộ pháp trung niên hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm cảnh của mình, sau đó nói, thánh nữ Bách Hoa Cung liễu như nhạn, đột phá đến khí tức cảnh.
hướng giới võ giả, phát ra điện mừng. Thanh âm giống như một tiếng đạn pháo đánh rơi đại điện, toàn bộ đại điện, trong phút chốc lặng ngắt như tờ, phảng phất như đều bị xóa sạch, ngay cả tim cũng ngừng đập một nhịp. Khí tức cảnh, rất lâu sau, Cao Trấn Long thần sắc kinh hãi, người xác định không có sai. Đây là nội dung tin điện mừng của Bách Hoa Cung không sai, nhưng hiện tại không ai có thể chứng thực rốt cuộc là thật hay không. Người hộ pháp trung niên nói, không cần phải chứng minh, điểm này tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ. Bách Hoa Cung nếu dám hướng toàn bộ giới võ giả phát ra điện mừng, vậy chuyện này, chắc như đinh đóng cột. Tất cả hộ pháp của đại điện đều chấn động. Sau khi khí tức cảnh của tứ đại môn phái đồng thời mất liên lạc, cạnh tranh giữa bốn đại tông phái, chính là xem môn phái nào dẫn đầu có cường giả đột phá đến khí tức cảnh, vậy thì ở giới võ giả có được quyền nói chuyện, nhưng ai có thể nghĩ được, nửa đường lại xuất hiện một thánh nữ Bách Hoa Cung. Bọn họ thậm chí bình thường cũng không có nghe nói qua thanh danh vị thánh nữ Bách Hoa Cung này, như thế nào liền đột phá đến khí tức cảnh. Khó trách Bách Hoa Cung không kiêng nể gì như thế. Khó trách dám hướng giới võ giả thiên hạ phát ra thư mời. Giới võ giả hiện nay, khí tức cảnh duy nhất, có cổ tọa chấn, giới võ giả ai không cho khí tức cảnh mặt mũi. Cao Trấn Long và mọi người đều trầm mặc, gương mặt nóng hừng hực. Bọn họ hiện tại có thể làm được, chính là ngẫm lại hai ngày sau, nên chuẩn bị cho Bách Hoa Cung một phần lễ vật gì. Mọi người nói xem, thánh nữ Bách Hoa Cung có thể nhanh như vậy đột phá đến khí tức cảnh, có thể hay không là bởi vì cùng cửu huyền môn quan hệ mật thiết. Bỗng nhiên cỏ người mở miệng, những người còn lại đồng tử cũng đều nhao nhao chấn động. Trong đầu đồng thời xẹt qua một tin tức, thiên cơ huyền trận, động tiên. Dần dần, họ phải thừa nhận, bọn họ chua xót. Giới võ giả rất nhanh cũng chấn động. Điện mừng từ Bách Hoa Cung giống như ở giới võ giả buông một khối đạn hạt nhân xuống, dẫn phát nổ tung. Ai nấy đều choáng váng. Một giây trước còn đang mắng chửi Bách Hoa Cung, giờ khắc này im lặng, đồng thời câm miệng. Bách Hoa Cung lại sinh ra cường giả khí tức cảnh. Xong rồi, Bách Hoa Cung sẽ không ghi thù chứ. Mẹ nó ta thật sự là một tên ngốc a. Nếu như không có át chủ bài, Bách Hoa Cung sẽ tự mình rắc nhục như vậy sao? Tên hề vốn là ta. Không nói nữa, vội vàng chuẩn bị quà tặng, thời gian gấp gáp. Trận chiến Thanh Phong Quan, chỉ có Bách Hoa Cung đứng ở bên cạnh sò chân. Hiện tại, Bách Hoa Cung sinh ra khí tức cảnh, điều này có nghĩa là cái gì? Đáng nên suy nghĩ sâu xa. Ta cũng muốn cùng Sở Trần làm bạn, giới võ giả bởi vì khí tức cảnh mới sinh ra mà chấn động. Biệt thự đêm khuya vắng lặng bởi vì Sở Trần cùng Tống Nhan tu luyện đạo môn Nhiếp Sinh Công cũng chấn động. Sau mây mưa xong, Sở Trần cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể, sôi trào mãnh liệt, cũng không có bình ổn, ngược lại càng thêm tràn đầy, chảy xuôi khắp toàn thân kỳ kinh bát mạch. Có lẽ, thật sự có cơ hội, trước khi xuất phát đột phá đến khí tức cảnh. Ánh mắt Sở Trần phát sáng, mở mắt ra. Liếc mắt nhìn thân thể trắng nõn mềm mại hoàn mỹ, bà xã, luyện tiếp. Một tiếng hờn dỗi, một vòng luyện công mới bắt đầu. Ngày 4 tháng 9, Bách Hoa Cung, tổng phái sơn môn của Bách Hoa Cung cách Dương Thành không đến trăm dặm, một ngọn núi linh khí xanh tùm giữa sườn núi. Sáng sớm, đại biểu các đại môn phái nhao nhao đi tới Bách Hoa Cung, đồng thời mang đến lễ vật mỉ chuẩn bị, chúc mừng Bách Hoa Cung. Trên dưới Bách Hoa Cung, vô cùng náo nhiệt. Đoàn trưởng lão 13 hộ pháp trang phục trang trọng xuất hiện. Bọn họ chưa bao giờ nổi bật như vậy trong cuộc sống. Phái Bắc Đầu, Đạt Ma Sơn và các môn phái khác đều khách khí trước mặt bọn họ. Nguyên nhân chỉ có một, thánh nữ, Liễu Như Nhạn của bọn họ, đột phá đến khí tức cảnh. Một người làm quan cả họ được nhờ. Hai ngày nay còn có tin tức truyền ra, hung thủ tàn sát đội ngũ chiến Long Đảo bị thánh nữ, Bách Hoa Cung Liễu Như Nhạn bắt giữ. Điều này càng đặt địa vị của thánh nữ Bách Hoa Cung trong giới võ giả hiện nay. Sở Trần cũng có mặt, anh nhìn xung quanh một cái, ngay cả một người quen cũng không thấy. Các cửa lớn, bao gồm cả phái Bắc Đẩu và Đạt Ma Sơn, các đại biểu được phái ra trong chuyến đi này đều chưa từng đi qua Thanh Phong Quan. Vào giờ lành, Liễu Mạn Mạn một thân váy dài màu tuyết chậm rãi cất bước đi ra, mở màn cho nghi thức lên ngồi. Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, không có bất kỳ âm thanh khác thường nào. Tiếng vỗ tay như sấm, chúc mừng không ngừng. Đó là sự thật, Sở Trần nhìn thấy một màn này, không khỏi cảm thán. Cao trào của toàn bộ buổi lễ chính là Liễu Như Nhạn một thân áo dài đỏ xuất hiện, trực tiếp bay lên đài cao, thân nhẹ như yến, khí tức tràn ngập ra, cường đại đến mức khiến người ta chấn động. Khí tức cảnh, rất nhiều ánh mắt nín thờ, tập trung ở trên đài cao. Truyền thừa của thánh nữ,
Khi Liễu Như Nhạn giao lệnh thánh nữ Bách Hoa Cung cho Liễu Mạn Mạn, đệ tử Bách Hoa Cung nhao nhao quỳ xuống tham kiến thánh nữ. Võ giả các đại môn phái hơi khom người, tỏ vẻ tôn kính. Bách Hoa Cung, phảng phất trong một đêm, trưởng thành đủ để sánh vai với tứ đại tổng phái. Giờ khắc này, Bách Hoa Cung, từ tông chủ đoàn hộ pháp trưởng lão, xuống đến đệ tử bình thường, đều vô cùng phấn chấn, tự hào. Có khí thức cảnh tỏa chấn, toàn bộ buổi lễ diễn ra thuận lợi, từ đầu đến cuối, bầu không khí ấm áp, hòa thuận. Sau khi buổi lễ kết thúc, Bách Hoa Cung còn chuẩn bị tiệc rượu chiêu đãi đại biểu các đại môn phái. Sở Trần vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp động đũa, điện thoại liền vang lên. Nhị thúc Sở, khai bình. Đồng tử Sở Trần hơi co rụt lại. Nhị thúc rất ít khi chủ động liên lạc với anh. Xem ra, có tin tức của cha mẹ. Sở khai bình không có ở trong điện thoại nói rõ ràng, mà là hẹn Sở Trần nói trước mặt. Sở Trần ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức đứng lên, đi về phía Liễu Như Nhạn. Ta có việc quan trọng, phải lập tức trở về. Sở Trần trầm giọng mở miệng, nhìn Liễu Như Nhạn, Liễu tỷ tỷ, có lẽ chúng ta sẽ xuất phát sớm. Trong lòng Sở Trần có dự cảm không tốt, Liễu Như Nhạn gật đầu, ta đợi thông báo của ngươi. Sở Trần sau khi rời khỏi Bách Hoa Cung, trở về Dương Thành, nơi anh và Sở Khai Bình hẹn là phòng khách sạn Hoa Đằng ở Dương Thành. Lúc Sở Trần đến khách sạn Hoa Đằng, Sở Khai Bình đã ở trong phòng riêng chờ. Đẩy cửa tiến vào phòng riêng, Sở Trần thấy vẻ mặt nhị thúc nghiêm trọng hiếm thấy, trong lòng không khỏi trầm xuống, đi vào, nhị thúc, có phải có tin tức gì không? Sở Khai Bình chậm rãi gật đầu, ngay một giờ trước, tổ điều tra cục đặc chiến nhận được một tin tức ở sâu trong vùng biển, chỉ hai ngày trước, một chiếc thuyền khổng lồ từ Nam Mỹ đi Trung Quốc, gặp phải cướp bóc của hải tặc, lúc ấy sau khi hải tặc cướp đi tài vật trên tàu, còn mang đi hai người. Thần sắc Sở Trần đột nhiên biến đổi, linh cảm xấu nhất trở thành hiện thực, hai con tin bị bắt là cha mẹ ngươi. Sở Khai Bình trầm giọng nói, từ lúc bọn họ bị bắt đến nay, cũng không có tin tức gì của bọn họ. Thần sắc Sở Khai Bình cũng không thoải mái. Ông biết anh trai chị dâu của mình cũng là người tập võ, thực lực không kém, nhưng ở vùng biển mênh mông, đối mặt với đông đảo hải tặc hung ác, Sở Khai Bình cũng không biết bọn họ phải đối mặt với cái gì. Sở Khai Bình không giấu giếm Sở Trần, cha mẹ cháu cũng là võ giả. Sở Trần giật mình, thực lực của bọn họ thế nào? Sở Khai Bình lắc đầu, võ đạo tông sư khẳng định, cụ thể đến trình độ nào, bọn họ nhiều nám như vậy không có ở trước mặt người khác bày ra thực lực của mình, ta cũng không rõ lắm. Hai gã võ đạo tông sư, đối mặt với hải tặc vũ trang hạng nặng, trong đó hung hiểm, có thể tưởng tượng được. Có thể tra được thân phận của đám hải tặc kia không? Sở Trần hỏi, Sở Khai Bình lắc đầu, thế lực hải tặc tung hoành phạm vi vùng biển, không có 100 cũng có 90, bọn họ tới vô tung vô ảnh, càng không có thân phận gì, không có hải tặc nào sẽ ngốc đến mức đặt biệt hiệu cho mình rồi bị người khác tập trung đi đối phó. Sở Khai Bình dừng một chút, nhưng ngươi yên tâm. Cha mẹ ngươi không phải người thường, bọn họ có năng lực xử lý rất nhiều biến cố. Cũng không sợ một vạn, chỉ sợ ngộ nhở, Sở Trần thần sắc âm trầm, anh nhất định phải mau chóng ra biển. Chỉ còn nám ngày nữa là đại hôn của Ninh Tử Mặc, nhưng Sở Trần không đợi được. Đang chờ ngày cuối cùng, Sở Trần hít sâu một hơi. Nếu như ngày mai lúc này, đại tráng sư thúc còn chưa có cách đột phá đến khí tức cảnh mà nói, anh cũng sẽ xuất phát sớm, đi tới biển. Tối mai, cháu sẽ xuất phát. Sở Trần nhìn Sở Khai Bình, nghiêm nghị mở miệng, bất luận như thế nào, cháu nhất định phải tìm được đám hải tặc bắt cha mẹ kia. Tối mai, Sở Khai Bình trầm ngâm một hồi, được, đến lúc đó ta sẽ an bài ba võ giả tổng sư đỉnh phong cùng ngươi xuất phát. Không cần, Sở Trần từ chối, trầm giọng nói, Liễu tỷ tỷ còn có thiên bảo sư thúc đều đã đột phá đến khí tức cảnh, có bọn họ bảo vệ, hệ số an toàn của chuyến đi biển sẽ tăng lên rất nhiều, người quá nhiều ngược lại không tốt. Thiên bảo đạo sĩ của cửu huyền môn cũng đột phá đến khí tức cảnh. Sở Khai Bình thoáng giật mình, nhìn Sở Trần, ông nghĩ đến thiên cơ huyền trận của Sở Trần, xem ra, tất cả mọi người vẫn như cũ xem thường tác dụng của thiên cơ huyền trận. Thánh nữ, Bách Hoa Cung, thiên bảo đạo sĩ cửu huyền môn, đều đã là cường giả khí tức cảnh. Điều này là đủ để nói lên tất cả mọi thứ. Sau khi ra biển, hãy nhớ rằng an toàn là ưu tiên hàng đầu. Sở Khai Bình trước khi Sở Trần rời đi, nhiều lần dặn dò, cha mẹ ngươi những nám gần đây tinh lực tuy rằng vẫn luôn đặt ở trên kinh doanh, nhưng thực lực của bọn họ không kém, mặc dù chưa từng ở trước mặt người khác biểu hiện qua, nhưng bọn họ cho ta cảm giác, hải tặc bình thường, tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của bọn họ, cho dù vũ trang đầy đủ.
hải tặc bình thường, Sở Trần đương nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng hải vực bây giờ, Thiên Ngoại Thiên đã nhúng tay vào. Chiến Long đảo bị Thiên Ngoại Thiên chiếm đoạt, Sở Trần không dám bảo đảm, các thế lực hải tặc tung hoành vùng biển, có thể hay không cũng có lực lượng của Thiên Ngoại Thiên xông vào. Sau khi cáo biệt nhị thúc Sở Khai Bình, Sở Trần tiến tới không ngừng trở về biệt thự tổ ấm nhỏ. Trên đường về nhà, Sở Trần liên lạc với Liễu Như Nhạn, thông báo cho Liễu Như Nhạn, tối mai xuất phát, đi tới biển, Liễu Như Nhạn tỏ vẻ không có vấn đề gì. Sở Trần còn thử liên lạc với Giang Ánh Đào, Giang Ánh Đào trả lời Sở Trần, hiện tại cô đã ở biển sâu, đang nằm trên khoang thuyền nhìn ánh sáng trên biển. Sở Trần nói tin tức về hải tặc cho Giang Ánh Đào, nhắc nhở cô đề cao cảnh giác. Cùng Giang Ánh Đào tán gẫu, đã về đến nhà. Vừa mới đi vào cửa nhà, Sở Trần liền nghe thấy một trận thanh âm ngọc tiêu du dương. Từ trong tiếng tiêu, Sở Trần nghe ra một cỗ cảm giác hàng hái. Sở Trần đi về phía hồ tống, rất nhanh liền nhìn thấy đại tráng sư thúc. Chu đại tráng sau khi nhìn thấy Sở Trần, ngọc tiêu cầm trong tay, thần sắc mang theo vài phần mừng rỡ. Sở Trần lập tức hiểu, đại tráng sư thúc, cũng đột phá. Điều này cũng quá kịp thời. Đại tráng sư thúc, ta đang muốn nói cho người biết, tối mai, chúng ta sẽ xuất phát, đi tới biển, cứu viện 9 vị sư phụ. Sở Trần trầm giọng mở miệng, còn có cha mẹ ta. Sở Trần nói ra tình huống về cha mẹ, hải tặc bây giờ, tùy tiện làm bậy như vậy sao? Chu đại tráng mặt mày lạnh lùng nhấc lên, tiểu Trần ngươi yên tâm, có ta cùng Thiên Bảo đạo sĩ liên thủ, cho dù đối mặt với Thiên Ngoại Thiên, cũng có thể đánh một trận. Sở Trần chờ chính là những lời này của đại tráng sư thúc. Anh cũng tin, đại tráng sư thúc sẽ không nói lung tung, hắn nói có nắm chắc một trận chiến, vậy khẳng định có sức mạnh đánh một trận. Tối mai, xuất phát đến biển. Sở Trần trở về tổ ấm nhỏ, Tống Nhan pha một ấm trà nóng, thân mật ấm áp. Sở Trần cũng nói tình huống đại khái cho Tống Nhan. Tống Nhan không biết phải nói cái gì, chỉ ôm chặt lấy cánh tay Sở Trần. Bất cứ anh đi đến đâu, hãy nhớ, em ở nhà đợi anh về. Thanh âm Tống Nhan nhu hòa, ấm áp, thấm vào linh hồn. Đêm nay, Tống Nhan đặc biệt chủ động luyện công, chủ động đòi hỏi, phảng phất như xài không hết tinh lực. Sáng sớm hôm sau, mới là 6 giờ sáng, Tống Nhan mở con ngươi ra, theo bản năng đưa tay, nắm lấy khoảng không. Tống Nhan lập tức ngồi dậy, phòng đã trống rỗng. Sở Trần đâu, Tống Nhan có loại cảm giác hoảng hốt, lập tức xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài, toàn bộ biệt thự tổ ấm nhỏ, cũng không có bóng dáng Sở Trần. Anh đã đi rồi sao? Sắc mặt Tống Nhan mơ hồ có chút trắng bệch, theo bản năng gọi điện thoại cho Sở Trần, nhưng chuông điện thoại vang lên bên tai, Sở Trần ngay cả điện thoại cũng không mang theo. Tống Nhan ngây người, Sở Trần phảng phất như không có căn cứ biến mất. Sau núi Thanh Phong Quan, đỉnh tụ Vân Phong, biển mây lượn lờ, một tòa thiên cơ huyền trận xuất hiện như trời giáng xuống, bên trong thiên cơ huyền trận, Sở Trần khoanh mà ngồi, hô hấp kích động tinh thần. Hai mắt khẽ nhắm, tiến vào trong một loại trạng thái huyền diệu. Sáng sớm tỉnh lại, Sở Trần có loại cảm giác xiềng xích trong cơ thể bị phá vỡ, anh ý thức được là một cơ hội đột phá, lúc này lựa chọn leo lên tụ vân phong trước. Ồ, mảnh linh khí phong phú này, bố trí thiên cơ huyền trận, sáng tạo động tiên, lấy trạng thái tốt nhất, trùng kích khí tức cảnh. Ánh nắng mặt trời mọc muôn vàn, linh khí hòa hợp giống như tinh linh nhảy nhót trong thiên địa, nhanh chóng hội tụ trong động tiên. Đặc điểm lớn nhất của động tiên chính là tụ linh. Hai tròng mắt Sở Trần nhắm nghiền, hô hấp duy trì tần suất ăn ý với tinh thần, rèn luyện tinh thần thổ nạp thuật, bên người khi thì có bùa quanh quấn, hỏa thành một đạo quang biến mất, đó là Sở Trần đang tìm hiểu cửu huyền bí pháp. Ngoài ra, trong đầu Sở Trần còn thỉnh thoảng xẹt qua hình ảnh đạo môn nhiếp sinh công. Ba đại công pháp, đồng loạt liên động, trùng kích khí tức cảnh. Thanh Phong Quan, quảng trường. Đệ tử Thanh Phong Quan trước sau như một theo mặt trời mọc lên mà tập thể dục buổi sáng, một quyền một kích, từng chiêu từng thức, nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui. Thanh Phong đạo trưởng ngẩng đầu lên, nhìn phía trên, hắn mơ hồ cảm giác, tụ vân phong hôm nay, tựa hồ cùng bình thường có chút không giống. Mặt trời mọc vạn trượng chiếu xuống, nhưng khi chiếu xạ trên người, Thanh Phong đạo trưởng luôn cảm giác ánh mặt trời hôm nay thiếu chút sức tràn đầy. Ánh mặt trời rực rỡ, nhìn như có chút mất tập trung. Thanh Phong đạo trưởng cũng không biết vì sao mình lại sinh ra ảo giác như vậy, nhưng hắn xác định tụ vân phong hôm nay quả thật khác ngày thường. Thanh Phong đạo trưởng theo bản năng đi lên tụ vân phong. Càng đi lên, Thanh Phong đạo trưởng càng khẳng định, linh khí tuy rằng là nhìn không thấy, nhưng nó quả thật tồn tại trong thiên địa, hôm nay linh khí trên tụ vân phong, đang hội tụ trên đỉnh tụ vân phong.
Đỉnh tụ Vân Phong, đã xảy ra chuyện gì? Thanh Phong đạo trưởng bước nhanh hơn. Thời điểm sắp lên đỉnh, Thanh Phong đạo trưởng bỗng nhiên dừng lại thân ảnh. Xa xa, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi nóc đỉnh, linh khí quay cuồng, hào quang chói mắt. Thanh Phong đạo trưởng thấy không rõ bên trong cụ thể có cái gì, nhưng giờ khắc này hẳn kết luận, chỗ kia, có một tòa trận pháp. Trong nháy mắt này, Thanh Phong đạo trưởng lập tức hiểu được, là Sở Trần lần nữa hàng lâm tụ Vân Phong. Trong thiên hạ, chỉ có Sở Trần mới có thể bố trí ra động tiên. Khí tức thật cường đại, Thanh Phong đạo trưởng nín thở. So với đại chiến Thanh Phong quan lúc trước, thời gian ngắn ngủi hơn một tháng, khí tức Sở Trần lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiếu chủ đây là muốn, đột phá đến tổng sư đỉnh phong. Thanh Phong đạo trưởng cảm thán, thiên phú giữa người với người, chênh lệch quá lớn. Khó trách Sở Trần có thể đồng thời được mạch chủ cửu mạch cửu huyền môn ưu ái. Thiên phú tu hành như vậy, cho dù cho thời gian năm nám, anh vẫn có thể nhanh chóng trùng kích đỉnh phong giới võ giả. Rất nhanh, Thanh Phong đạo trưởng nhìn thấy Sở Trần. Một cỗ khí tức hào hùng lan tràn tụ Vân Phong, động tiên biến mất trong nháy mắt. Thân ảnh Sở Trần xuất hiện trước mắt Thanh Phong đạo trưởng. Giờ khắc này Sở Trần, khuôn mặt tuấn lãng tuyệt trần, khí tức lạnh như báng như pháo hoa nhân gian, khiến người ta có cảm giác giống như tiên hiệp trong núi. Sở Trần đứng lên, thu khí tức lại, thần sắc ôn hòa hẳn lên, liếc mắt một cái, mỉm cười, Thanh Phong đạo trưởng, chào buổi sáng a. Thanh Phong đạo trưởng phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi tới, thiếu chủ, tôi không biết là ngài ở chỗ này, hôm nay nhận thấy được tụ Vân Phong khác thường. Liền, Sở Trần lắc đầu, không sao. Có người quả thật lúc tu luyện không thích bị người ta bắt gặp, thứ nhất là tính riêng tư của tu luyện công pháp, thứ hai là tu luyện một khi đến thời khắc mấu chốt nếu như bị người quấy nhiễu mà nói, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Thanh Phong đạo trưởng nhìn Sở Trần, bỗng nhiên chắp tay, chúc mừng thiếu chủ, tiến thêm một bước, thành công đột phá tối tông sư đỉnh phong. Nghe vậy, Sở Trần giật mình, chợt cười tủm tỉm nhìn Thanh Phong đạo trưởng, ngươi chắc chắn. Thanh Phong đạo trưởng thần sắc hiện lên một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm, nhưng một trận khí tức không ổn định vừa rồi, rất rõ ràng là đột phá. Thanh Phong đạo trưởng suy nghĩ một hồi, trong mắt đột nhiên mở to tròn vo, dương mắt nhìn Sở Trần, thanh âm run lên, thiếu chủ, người, khí tức cảnh. Sở Trần cũng thở phào nhẹ nhõm, không sai, nhìn chung cũng là đột phá a. Trước khi xuất phát đến biển đột phá đến khí tức cảnh, đây là suy nghĩ lớn của Sở Trần. Mấy ngày nay, Sở Trần một mực vì mục tiêu này mà phấn đấu. Chiều nay sẽ xuất phát đến biển, đột phá này, đến quá kịp thời. Nhưng mà, Thanh Phong đạo trưởng nghe qua, thiếu chủ diễn xuất quá giỏi. Nhìn chung cũng đột phá. Thiên hạ hiện nay, nhìn toàn bộ giới võ giả, cũng chỉ có thánh nữ Liễu Như Nhạn Bách Hoa Cung, đột phá đến khí tức cảnh trước. Thiếu chủ, lại trở thành người thứ hai. Mấu chốt chính là, tuổi này của thiếu chủ, ở giới võ giả. Là thuộc về một thế hệ trẻ tuổi, nhưng anh không chỉ là người nổi bật của thế hệ trẻ, còn trở thành đỉnh phong của toàn bộ giới võ giả. Quá nghịch thiên, Thanh Phong đạo trưởng cả người run rẩy, kích động không gì sánh được. Cái đùi này, hắn ôm, lúc Sở Trần trở lại biệt thự Tống gia, đã là giữa trưa. Vừa đẩy cửa tiến vào tổ ấm nhỏ, một đạo thân ảnh nhào tới, gắt gao ôm lấy Sở Trần. Sở Trần cũng thuận tay ôm lấy, khẽ hôn mái tóc thơm mê người. Em tưởng anh bỏ đi mà không nói một tiếng. Thanh âm Tống Nhan khẽ mang theo run rẩy. Trong chốc phút mở mắt ra, Tống Nhan có loại cảm giác đột nhiên mất đi yêu nhất, giờ khắc này cô không dám buông tay nữa. Em muốn ra biển với anh. Sở Trần nắm tay Tống Nhan ngồi xuống sofa, hoàn cảnh vùng biển biến ảo khó lường. Trước khi bọn anh xuất phát cũng không biết phải đối mặt là cái gì, anh làm sao nỡ để cho em mạo hiểm. Sở Trần không cho Tống Nhan cự tuyệt, nắm chặt tay cô, ngoan ngoãn chờ anh. Anh ra biển còn có một chuyện, chính là đón cha mẹ trở về, lúc bọn họ đi du lịch ở biển cũng xảy ra chút biến cố, anh hy vọng, chờ bọn họ cùng anh trở về, dược phẩm Bắc Trần ở Kinh Thành, đã đứng vững gót chân. Còn người Tống Nhan theo bản năng mở to một chút, Bắc Trần Kinh Thành, nhưng, em muốn ra biển, Tống Nhan vẫn khẽ mím môi đỏ. Hai tiếng sau, Sở Trần rốt cục thuyết phục Tống Nhan. Thời gian đã đến buổi chiều, bên Hồ Tống. Thiên Bảo đạo sĩ cùng Chu Đại Tráng đều đang chờ. Sở Trần thu khí tức lại, anh đi tới trước mặt hai vị sư thúc, hai người cũng không có nhận thấy được Sở Trần đã đột phá đến khí tức cảnh. Đi đón đạo tôn người, sau đó xuất phát. Xe của Tiêu Phong đã chờ ở bên ngoài. Sau khi lên xe, tiến về phía ngục giam. Sở Trần đối với hoàn cảnh vùng biển hoàn toàn không biết gì cả, dưới loại tình huống này,
đương nhiên phải có người địa phương dẫn đường càng thêm thuận tiện. Rất nhanh, trạm mục tư được đưa ra ngoài. Sau núi Thanh Phong Quan, đỉnh tụ Vân Phong, biển mây lượn lờ, một tòa thiên cơ huyền trận xuất hiện như trời giáng xuống. Bên trong thiên cơ huyền trận, Sở Trần khoanh mà ngồi, hô hấp kích động tinh thần, hai mắt khẽ nhắm, tiến vào trong một loại trạng thái huyền diệu. Sáng sớm tỉnh lại, Sở Trần có loại cảm giác xiềng xích trong cơ thể bị phá vỡ, anh ý thức được là một cơ hội đột phá, lúc này lựa chọn leo lên tụ Vân Phong trước. Ở mảnh linh khí phong phú này, bố trí thiên cơ huyền trận, sáng tạo động tiên, lấy trạng thái tốt nhất, trùng kích khí thức cảnh. Ánh nắng mặt trời mọc muôn vàn, linh khí hòa hợp giống như tinh linh nhảy nhót trong thiên địa, nhanh chóng hội tụ trong động tiên. Đặc điểm lớn nhất của động tiên chính là tụ linh. Hai tròng mắt Sở Trần nhắm nghiền, hô hấp duy trì tần suất hàn ý với tinh thần, rèn luyện tinh thần thổ nạp thuật, bên người khi thì có bùa quanh quẩn, hóa thành một đạo quang biến mất, đó là Sở Trần đang tìm hiểu cửu huyền bí pháp. Ngoài ra, trong đầu Sở Trần còn thỉnh thoảng xẹt qua hình ảnh đạo môn Nhiếp Sinh Công. Ba đại công pháp, đồng loạt liên động, trùng kích khí tức cảnh. Thanh Phong Quan, quảng trường. Đệ tử Thanh Phong Quan trước sau như một theo mặt trời mọc lên mà tập thể dục buổi sáng, một quyền một kích, từng chiêu từng thức, nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui. Thanh Phong đạo trưởng ngẩng đầu lên, nhìn phía trên, hắn mơ hồ cảm giác, tụ Vân Phong hôm nay, tựa hồ cùng bình thường có chút không giống. Mặt trời mọc vạn trượng chiếu xuống, nhưng khi chiếu xạ trên người, Thanh Phong đạo trưởng luôn cảm giác ánh mặt trời hôm nay thiếu chút sức tràn đầy. Ánh mặt trời rực rỡ, nhìn như có chút mất tập trung. Thanh Phong đạo trưởng cũng không biết vì sao mình lại sinh ra ảo giác như vậy, nhưng hắn xác định tụ Vân Phong hôm nay quả thật khác ngày thường. Thanh Phong đạo trưởng theo bản năng đi lên tụ Vân Phong. Càng đi lên, Thanh Phong đạo trưởng càng khẳng định, linh khí tuy rằng là nhìn không thấy, nhưng nó quả thật tồn tại trong thiên địa, hôm nay linh khí trên tụ Vân Phong, đang hội tụ trên đỉnh tụ Vân Phong. Đỉnh tụ Vân Phong, đã xảy ra chuyện gì? Thanh Phong đạo trưởng bước nhanh hơn, thời điểm sắp lên đỉnh, Thanh Phong đạo trưởng bỗng nhiên dừng lại thân ảnh. Xa xa, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi nóc đỉnh, linh khí quay cuồng, hào quang chói mắt. Thanh Phong đạo trưởng thấy không rõ bên trong cụ thể có cái gì, nhưng giờ khắc này hắn kết luận, chỗ kia, có một tòa trận pháp. Trong nháy mắt này, Thanh Phong đạo trưởng lập tức hiểu được, là Sở Trần lần nữa hàng lâm tụ Vân Phong. Trong thiên hạ, chỉ có Sở Trần mới có thể bố trí ra động tiên. Khí tức thật cường đại, Thanh Phong đạo trưởng nín thở. So với đại chiến Thanh Phong Quan lúc trước, thời gian ngắn ngủi hơn một tháng, khí tức Sở Trần lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiếu chủ đây là muốn, đột phá đến Tổng Sư Đỉnh Phong. Thanh Phong đạo trưởng cảm thán, thiên phú giữa người với người, chênh lệch quá lớn. Khó trách Sở Trần có thể đồng thời được mạch chủ cửu mạch cửu huyền môn ưu ái. Thiên phú tu hành như vậy, cho dù cho thời gian năm nám, anh vẫn có thể nhanh chóng trùng kích đỉnh phong giới võ giả. Rất nhanh, Thanh Phong đạo trưởng nhìn thấy Sở Trần. Một cỗ khí tức hào hùng lan tràn tụ Vân Phong, động tiên biến mất trong nháy mắt, thân ảnh Sở Trần xuất hiện trước mắt Thanh Phong đạo trưởng. Giờ khắc này Sở Trần, khuôn mặt tuấn lãng tuyệt trần, khí tức lạnh như báng như pháo hoa nhân gian, khiến người ta có cảm giác giống như tiên hiệp trong núi. Sở Trần đứng lên, thu khí tức lại, thần sắc ôn hòa hẳn lên, liếc mắt một cái, mỉm cười, Thanh Phong đạo trưởng, chào buổi sáng a. Thanh Phong đạo trưởng phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi tới, thiếu chủ, tôi không biết là ngài ở chỗ này, hôm nay nhận thấy được tụ Vân Phong khác thường, liền, Sở Trần lắc đầu, không sao. Có người quả thật lúc tu luyện không thích bị người ta bắt gặp, thứ nhất là tính riêng tư của tu luyện công pháp. Thứ hai là tu luyện một khi đến thời khắc mấu chốt nếu như bị người quấy nhiễu mà nói, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Thanh Phong đạo trưởng nhìn Sở Trần, bỗng nhiên chắp tay, chúc mừng thiếu chủ, tiến thêm một bước, thành công đột phá tới Tông Sư Đỉnh Phong. Nghe vậy, Sở Trần giật mình, chợt cười tủm tỉm nhìn Thanh Phong đạo trưởng, ngươi chắc chắn. Thanh Phong đạo trưởng thần sắc hiện lên một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm, nhưng một trận khí tức không ổn định vừa rồi, rất rõ ràng là đột phá. Thanh Phong đạo trưởng suy nghĩ một hồi, trong mắt đột nhiên mở to tròn vo, dương mắt nhìn Sở Trần, thanh âm run lên, thiếu chủ, người, khí tức cảnh. Sở Trần cũng thở phào nhẹ nhõm, không sai, nhìn chung cũng là đột phá a. Trước khi xuất phát đến biển đột phá đến khí tức cảnh, đây là suy nghĩ lớn của Sở Trần. Mấy ngày nay, Sở Trần một mực vì mục tiêu này mà phấn đấu. Chiều nay sẽ xuất phát đến biển, đột phá này, đến quá kịp thời. Nhưng mà... Thanh Phong đạo trưởng nghe qua,
thiếu chủ diễn xuất quá giỏi. Nhìn chung cũng đột phá. Thiên hạ hiện nay, nhìn toàn bộ giới võ giả, cũng chỉ có thánh nữ Liễu Như Nhạn Bách Hoa Cung, đột phá đến khí tức cảnh trước. Thiếu chủ, lại trở thành người thứ hai. Mấu chốt chính là, tuổi này của thiếu chủ, ở giới võ giả, là thuộc về một thế hệ trẻ tuổi, nhưng anh không chỉ là người nổi bật của thế hệ trẻ, còn trở thành đỉnh phong của toàn bộ giới võ giả. Quá nghịch thiên, Thanh Phong đạo trưởng cả người run rẩy, kích động không gì sánh được. Cái đùi này, hắn ôm, lúc Sở Trần trở lại biệt thự Tống gia, đã là giữa trưa. Vừa đẩy cửa tiến vào tổ ấm nhỏ, một đạo thân ảnh nhào tới, gắt gao ôm lấy Sở Trần. Sở Trần cũng thuận tay ôm lấy, khẽ hôn mái tóc thơm mê người. Em tưởng anh bỏ đi mà không nói một tiếng. Thanh âm Tống Nhan khẽ mang theo run rẩy, trong chốc phút mở mắt ra, Tống Nhan có loại cảm giác đột nhiên mất đi yêu nhất, giờ khắc này cô không dám buông tay nữa. Em muốn ra biển với anh. Sở Trần nắm tay Tống Nhan ngồi xuống sofa, hoàn cảnh vùng biển biến ảo khó lường, trước khi bọn anh xuất phát cũng không biết phải đối mặt là cái gì, anh làm sao nỡ để cho em mạo hiểm. Sở Trần không cho Tống Nhan cự tuyệt, nắm chặt tay cô, ngoan ngoãn chờ anh ra biển còn có một chuyện, chính là đón cha mẹ trở về, lúc bọn họ đi du lịch ở, biển cũng xảy ra chút biến cố, anh hy vọng, chờ bọn họ cùng anh trở về, dược phẩm Bắc Trần ở Kinh Thành, đã đứng vững gót chân. Con người Tống Nhan theo bản năng mở to một chút, Bắc Trần Kinh Thành, nhưng, em muốn ra biển, Tống Nhan vẫn khẽ mím môi đỏ. Hai tiếng sau, Sở Trần rốt cục thuyết phục Tống Nhan. Thời gian đã đến buổi chiều, bên hồ Tống, Thiên Bảo đạo sĩ cùng Chu Đại Tráng đều đang chờ. Sở Trần thu khí tức lại, anh đi tới trước mặt hai vị sư thúc, hai người cũng không có nhận thấy được Sở Trần đã đột phá đến khí tức cảnh. Đi đón đạo tôn người, sau đó xuất phát. Xe của Tiêu Phong đã chờ ở bên ngoài. Sau khi lên xe, tiến về phía ngục giam. Sở Trần đối với hoàn cảnh vùng biển hoàn toàn không biết gì cả. Dưới loại tình huống này, đương nhiên phải có người địa phương dẫn đường càng thêm thuận tiện. Rất nhanh, trạm mục tư được đưa ra ngoài. Tự do rồi, trong nháy mắt trạm mục tư bị dẫn ra, thần sắc có chút bối rối. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn đều lo lắng đề phòng. Sợ cường giả thiên ngoại thiên ở bên cạnh đột nhiên bộc phát, cho hắn một mũi tên. Chúng tôi đã sẵn sàng ra biển, người tương đối quen thuộc với môi trường biển, vì vậy người tốt hơn hết nên thể hiện đầy đủ giá trị của mình. Sở Trần nói, nếu không, chúng ta chỉ có thể đưa người trở về tiếp tục ở lại chỗ này. Khuôn mặt trạm mục tư biến đổi, vội vàng vỗ ngực, các người yên tâm, tôi bảo đảm, dưới tình huống không có đụng phải địch mạnh, chuyến đi biển của chúng ta, sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm gì. Cái loại ngày hoàn toàn mất đi tự do này, trạm mục tư không muốn đối mặt nữa. Nhất là, bên cạnh còn có một nhân vật nguy hiểm như hồ rình mồi, tùy thời có thể đụng phải tường sắt, vọt vào lấy tính mạng của hắn. Vì thế, trạm mục tư nhiều lần bảo đảm, Sở Trần và Liễu Như Nhạn hẹn gặp mặt là bến tàu vùng biển Minh Châu. Tiêu Phong lái xe, một nhóm mấy người đi thẳng tới sân bay. Trước khi đến sân bay, Sở Trần liên lạc với Giang Ánh Đào. Giang Ánh Đào nói cho Sở Trần biết vị trí đại khái hiện tại của cô, nhưng cô vẫn như cũ không có bất kỳ chút tin tức nào về cha mẹ Sở Trần. Cha mẹ Sở Trần, tựa hồ trực tiếp biến mất ở vùng biển Minh Mông. Sở Trần chỉ có thể đè lo lắng trong lòng xuống, từ Dương Thành bay tới Minh Châu. Lúc máy bay hạ cánh, bóng đêm đã tối, bốn người Sở Trần, Thiên Bảo đạo sĩ, Chu Đại Tráng cùng với đoàn người trạm mục tư đi ra khỏi sân bay, cỏ người từ sớm nghênh đón, hành trình của bọn họ. Nửa đoạn đầu, Sở Trần đều dùng quyền lực cục đặc chiến, một đường thông hành không trở ngại. Bến tàu vùng biển Minh Chủ, một chiếc thuyền lớn cập cảng vào bờ. Sở Trần vừa xuống xe, gió biển thổi tới, đồng thời, truyền đến một cỗ khí tức quen thuộc, Liễu Tỷ Tỷ cũng đã đến. Một thân áo đỏ quần dài, khuôn mặt đeo lụa mỏng, mông lung che mặt, trước khi tới đây, Sở Trần đã cùng Thiên Bảo đạo sĩ Chu Đại Tráng nói trước, hai người cũng không bất ngờ, hai bên gật đầu ra hiệu. Xem như đã chào hỏi. Bước ra khỏi vùng biển, mấy người bọn họ chính là chiến hữu. Xuất phát thôi, Sở Trần cũng không mơ hồ, trực tiếp trầm giọng mở miệng, nắm người leo lên thuyền lớn. Ra biển, Sở Trần nhìn ra vùng biển mênh mông, tâm trạng phức tạp, một trận thanh âm bước chân từ phía sau truyền đến. Người leo lên bong thuyền lớn lại là trạm mục tư, lúc này đi tới bên cạnh Sở Trần, Sở Thiếu Hiệp, điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta là đến Chiến Long đảo sao? Ánh mắt trạm mục tư mơ hồ mang theo vài phần chờ mong. Chiến Long đảo đã bị thế lực thiên ngoại thiên chiếm lĩnh, hắn không biết tình huống hiện giờ ở Chiến Long đảo như thế nào,
nhưng trên con thuyền này có ba cường giả khí tức cảnh, nếu như bọn họ lặng lẽ tới gần Chiến Long Đảo, có lẽ đối với võ giả Chiến Long Đảo mà nói, sẽ là bình minh. Nơi đó có người thân của hắn, bạn bè. Trong tay Sở Trần lấy ra ốc biển nhỏ, từ sau khi thuyền lớn ra khơi, Sở Trần vẫn cầm ốc biển nhỏ, hy vọng có thể cảm giác được cái gì, nhưng ốc biển nhỏ vẫn không có động tĩnh gì. Phương hướng của con tàu, một đường đi đến biển sâu. Bất luận là Chiến Long Đảo, đảo Cấm Kỵ Thiên Ngoại Thiên, hoặc là đảo Vỏ Sò, đều là ở phương hướng phạm vi nơi này. Phạm vi vùng biển, hải tặc hoành hành, người có hiểu rõ thế lực của hải tặc không? Sở Trần hỏi một tiếng. Đây là vấn đề đầu tiên Sở Trần hỏi Trạm Mục Tư sau khi ra biển. Trạm Mục Tư không dám chậm trễ, hẳn muốn thể hiện đầy đủ giá trị của mình, nhanh chóng sắp xếp ngôn ngữ một chút. Trạm Mục Tư liền trầm giọng mở miệng nói, nơi cỏ biển thì có đảo, từ xưa đến nay chưa bao giờ thay đổi, chưa từng có bất kỳ thế lực nào có thể quét sạch hải tặc trong phạm vi vùng biển, bởi vì trong đó liên lụy đến thật sự quá phức tạp. Dừng một hồi, Trạm Mục Tư lập tức nói, lấy Chiến Long Đảo làm trung tâm, thế lực vùng biển trong phạm vi chám giảm, mạnh nhất hẳn là tổ chức cá mập. Trong lúc nói chuyện, Trạm Mục Tư lấy ra một tấm bản đồ vùng biển, chỉ vào một vị trí trong đó, anh xem. Nơi này chính là Chiến Long Đảo, tuyến đường tổ chức cá mập quanh năm hoạt động có những thứ này. Trạm Mục Tư vẽ mấy tuyến đường vùng biển, đều không phải là nơi cha mẹ Sở Trần cưỡi du thuyền qua. Nơi này thì sao? Sở Trần chỉ vào phạm vi biển nơi tàu du lịch cha mẹ gặp nạn. Nghe vậy, Trạm Mục Tư sửng sốt, nơi này cũng không có hải tặc. Sở Trần nhíu mày, Trạm Mục Tư vội vàng giải thích, trên thực tế, trong phạm vi vùng biển, càng là thế lực hải tặc cường đại, lại càng nói quy củ. Bọn họ sẽ không dễ dàng vượt qua giới hạn, để tránh gây ra tai họa ngập đầu, chỉ cần thuyền xuyên qua biển dựa theo quy củ mà đi, trên cơ bản có thể tránh được hải tặc, đương nhiên, trải qua một vài nơi đặc biệt, phí bảo vệ không thể thiếu. Vài ngày trước, hải tặc xuất hiện ở đây, Sở Trần mở miệng, đỏ chỉ là hải tặc nhỏ chạy trốn ở biển, bọn họ xung quanh tống tiền, cướp đoạt tài vật. Trạm Mục Tư nói, một vài du thuyền vũ trang cường đại, bọn họ cản bản không dám tới gần. Sở Trần vẫn lắc đầu, là một thế lực hải tặc vũ trang hạng nặng. Trạm Mục Tư ngạc nhiên, khuôn mặt có cảm giác nóng bỏng. Là người vùng biển, lại không có cách nào cung cấp tin tức chính xác cho Sở Trần. Nhưng Trạm Mục Tư rất xác định, nhiều nám như vậy, trong nhận thức của hắn, hải tặc chính là như vậy. Trừ phi là trong khoảng thời gian hẳn rời khỏi biển, toàn bộ thế lực trong phạm vi vùng biển đều xảy ra rối loạn, bao gồm cả hải tặc. Khoảng cách với vùng biển này gần nhất. Hơn nữa thế lực hải tặc có thực lực nhất, chính là Ngũ Sắc Liên Minh. Trạm Mục Tư mở miệng, nghe đồn người sáng lập tổ chức hải tặc Ngũ Sắc Liên Minh này là mấy người đến từ khắp nơi trên thế giới hoàn toàn khác nhau về màu da, bởi vậy đặt tên cho Ngũ Sắc Liên Minh, quyết tâm muốn làm ra một phen thiên địa trong phạm vi vùng biển. Ngũ Sắc Liên Minh, tầm mắt Sở Trần lạnh lùng nheo lại, anh đã xác định vị trí của điểm dừng chân ra biển đầu tiên. Người có biết hang ổ của Ngũ Sắc Liên Minh ở đâu không? Sở Trần hỏi, hang ổ của hải tặc cực kỳ bí ẩn, hơn nữa thường không chỉ có một. Trạm Mục Tư nói trước một câu, Trấn Thanh nói, nhưng, tôi biết hai hòn đảo Ngũ Sắc Liên Minh ẩn thân trong đỏ. Vậy đi thôi, Sở Trần khoanh chân ngồi trên bong tàu, người đi xuống nói lộ tuyến cụ thể cho thuyền trưởng biết. Thuyền trưởng của con tàu lớn này là một người đàn ông trung niên có kinh nghiệm chèo thuyền phong phú, cũng là một thành viên của cục đặc chiến. Sau khi Trạm Mục Tư rời đi, điện thoại của Sở Trần rung lên một chút, mở ra nhìn thoáng qua. Trùng hợp như vậy, Giang Ánh Đào gửi cho anh tin vui, ở vùng biển nơi du thuyền gặp chuyện không may, có người từng thấy qua cờ Ngũ Sắc xuất hiện. Ngũ Sắc Liên Minh, cha mẹ xảy ra chuyện, cùng bọn họ tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Tôi hiện tại đi tìm Ngũ Sắc Liên Minh. Sở Trần trả lời Giang Ánh Đào một tin nhắn, cô chú ý an toàn. Rất nhanh, Giang Ánh Đào trả lời tin nhắn, nói đến cũng kỳ lạ. Chúng ta ra biển tới nay, phát hiện tất cả đều gió yên sóng lặng, cũng không có từng bước sợ hãi như chúng ta tưởng tượng trước khi xuất phát, bất luận là hải tặc hoặc là thế lực võ giả trong phạm vi vùng biển, chúng ta đều chưa từng gặp qua. Sở Trần giật mình, chuyện xảy ra khác thường, tất có yêu. Đầu tiên là các sư phụ gặp chuyện không may, thế lực thiên ngoại thiên xuất hiện, Chiến Long Đảo bị chiếm, tất cả những điều này, đều báo trước, vùng biển nhất định sẽ không yên tĩnh. Nhưng mà... Sở Trần cẩn thận hồi tưởng lại một chút, bọn họ đã đi biển 8 tiếng đồng hồ, ngoại trừ sóng biển, quả thật cũng không gặp phải chỗ nào đặc biệt. Có lẽ, đây là sự im lặng trước khi cơn bão đến. Vẫn nên cẩn thận, Sở Trần dặn dò sau đó, suy nghĩ một chút,
vẫn là không nhịn được gửi tin nhắn cho Giang Khúc Phong, có phát hiện chỗ gì dị thường hay không? Giang Khúc Phong trả lời ngắn gọn, không có. Điều này thậm chí còn kỳ lạ hơn. Vùng biển rộng lớn, một chiếc thuyền lớn di chuyển sâu trong vùng biển rộng lớn. Sở Trần yên tĩnh nghĩ thầm, chỉ thế cục trước mắt trong phạm vi vùng biển, sâu trong vùng biển thật sự, cuồng phong không ngừng, sóng biển gào thét, còn kèm theo thanh âm ô ô, khiến người ta sinh lòng sợ hãi, đặt mình trong vùng biển, cảm giác cá nhân, chính là vô cùng nhỏ bé. Một đêm nay, Sở Trần khoanh chân ngồi trên boong tàu tu luyện. Lúc bình minh, ánh nắng chiếu rọi vùng biển, đẹp không sao tả xiết. Khí tức của Sở Trần trong nháy mắt này cũng không có che giấu, tràn ngập ra, trong khoảnh khắc bao trùm cả chiếc thuyền lớn. Giờ khắc này, khí tức của Sở Trần phảng phất có thể phản hồi ra hình ảnh, anh phảng phất nhìn thấy thuyền trưởng đang khống chế hướng thuyền lớn chạy, phảng phất nhìn thấy Trạm Mục Tư đang khẩn trương nhìn bản đồ vùng biển, phảng phất nhìn thấy Thiên Bảo đạo sĩ thức đêm chế tạo bùa, phảng phất nhìn thấy Chu Đại Tráng đang gảy dây đàn, còn phảng phất nhìn thấy Liễu Tỷ Tỷ đang ở trên bồn tắm đầy cánh hoa. Rào rào, bóng dáng Liễu Tỷ Tỷ biến mất khỏi bồn tắm. Khí tức của Sở Trần cũng vội vàng thu hồi. Trong hai gian phòng, Thiên Bảo đạo sĩ cùng Chu Đại Tráng đồng thời ngẩng đầu lên, thần sắc nghi hoặc một chút, toát ra chấn động. Không thể tin được, vừa rồi cả, khí tức của Tiểu Trần. Ta thế nhưng là cường giả khí tức cảnh, khí tức của Tiểu Trần sao có thể dễ dàng tiếp cận ta như vậy, còn bất động thanh sắc thẩm thấu tiến vào. Chỉ có một khả năng. Sở Trần, khí tức cảnh. Trước boong tàu, tóc Liễu Như Nhạn còn có giọt nước, cô có thói quen dậy sớm ngâm mình, nhưng không nghĩ tới, ngay lúc cô ngâm mình, lại có khí thức xâm lấn, Liễu Như Nhạn phản ứng nhanh chóng, nhảy lên né tránh, nhưng cô không xác định cỗ khí thức kia vừa có tập trung vào thân thể của cô hay không, Liễu Như Nhạn còn rất khẳng định chính là, cỗ khí thức kia quá mức quen thuộc, chính là Sở Trần. Người lại đột phá tới khí thức cảnh, Liễu Như Nhạn vẻ mặt không thể tin nhìn Sở Trần. Sở Trần đứng lên. Ánh mặt trời chiếu rọi trên thân thể thon dài, tuấn lãng cười, một đêm trước khi xuất phát, không cẩn thận đột phá. Cô lại vẫn không phát hiện ra, Thiên Bảo đạo sĩ cùng Chu Đại Tráng cũng đi ra, trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Trần. Bọn họ vốn tưởng rằng mình mỗi người đột phá đến khí thức cảnh đớ đủ nghịch thiên, giới võ giả cũng không có mấy người có thể có được cơ duyên như vậy, nhưng không thể tưởng được, Sở Trần lại cũng đột phá, hơn nữa từ khí thức có thể cảm thụ được, khí thức của Sở Trần hôm nay. Không yếu hơn bọn họ. Thật là yêu nghiệt, Chu Đại Tráng lẩm bẩm nói. Trạm Mục Tư cũng không phải bởi vì nhận ra khí tức của Sở Trần mà đi lên boong tàu, nhưng vừa vặn nghe thấy tin tức Sở Trần đã là khí tức cảnh, trực tiếp hóa đá tại chỗ. Khí tức cảnh, hắn như thế nào đột nhiên liền thành cường giả khí tức cảnh? Trạm Mục Tư nhìn ánh mắt Sở Trần, trong kính sợ mang theo khuất phục. Chúng ta còn chưa tới 2 giờ, có thể đến một hòn đảo, xung quanh hòn đảo này trải rộng đảo san hô. Bình thường mà nói, rất ít thuyền có thể tới gần, tôi vừa vặn biết một con đường, có thể an toàn đến đảo. Trạm Mục Tư trấn thanh mở miệng, đó không phải là địa bàn của hải tặc sao? Chu Đại Tráng liếc hắn một cái, ngươi làm sao có thể rõ như vậy? Khuôn mặt Trạm Mục Tư hơi biến ảo một chút, ấp úng một hồi, thấp giọng nói, những nám gần đây, phạm vi vùng biển có không ít thế lực hải tặc, đều thường xuyên cống nạp cho Chiến Long đảo, tôi cũng từng tới hòn đảo này. Khỏe miệng Sở Trần lạnh lùng, thì ra Chiến Long đảo còn là ô bảo hộ của hải tặc. Không, Chiến Long đảo tuyệt đối sẽ không che chở hải tặc. Trạm Mục Tư nóng nảy, vội vàng mở miệng, là bọn họ tự nguyện cống nạp, Chiến Long đảo thật sự chưa từng làm gì cả. Đối với hải tặc mà nói, Chiến Long đảo thế lực đệ nhất vùng biển đối với bọn họ làm như không thấy, vậy là đủ rồi. Liễu Như Nhạn thản nhiên mở miệng, Trạm Mục Tư không thể phản bác, đó là sự thật. Hiện tại Chiến Long đảo đều tồn tại trên danh nghĩa, nói nhiều vô ích. Sở Trần nhìn Trạm Mục Tư, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, ngươi không phải đang giúp bất luận kẻ nào, mà là đang giúp chính ngươi, ngươi toàn lực ứng phó, có lẽ, ngươi có thể là một chiến binh để cứu Chiến Long đảo. Đồng tử Trạm Mục Tư rung lên, Chiến Long đảo bây giờ, mặc dù hắn không tận mắt nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng được, đệ tử Chiến Long đảo, nhất định sẽ chìm trong nước sôi lửa bỏng. Nếu như hắn cuối cùng có thể cứu đệ tử Chiến Long đảo khỏi nước sôi lửa bỏng, như vậy, hắn chính là dũng sĩ Chiến Long đảo, anh hùng của Chiến Long đảo. Trạm Mục Ti dùng sức gật đầu, tôi hiểu. Ánh mặt trời hoàn toàn đẩy sương mù trên biển, đảo xa xa đã mơ hồ có thể thấy được. Trạm Mục Tư đứng bên cạnh thuyền trưởng, phát huy hết vai trò của mình. Khi con tàu lớn vẫn còn cách hòn đảo một khoảng, con tàu lớn dừng lại. Đi thêm chút nữa rất dễ bị phát hiện.
Sở Trần cùng Liễu Như Nhãn liếc nhau một cái, chúng ta đi thôi. Hai người cơ hồ đồng thời mang một tấm ván gỗ đá ra ngoài, một giây sau, hai đạo thân ảnh, tựa như kim đồng ngọc nữ, thần tiên quyến lữ, lướt ra, trong khoảnh khắc, theo Hios vượt sóng, chân đạp ván gỗ, thân ảnh lướt qua sóng biển, nhanh như chớp. Thiên bảo đạo sĩ càng là thi triển thần thông, xuất ra một tấm bùa ném về phía trước, chân đạp bùa, mượn lực mà đi. Chu Đại Tráng vừa định khởi hành, phía sau truyền đến tiếng hét lớn của Trạm Mục Tư, tôi không qua được. Chu Đại Tráng quay đầu lại liếc hắn một cái, chỉ có thế nhấc Trạm Mục Tư lên, sau đó cầm ngọc tiêu trong tay ra, phá sóng mà đi. Đối với võ giả khí thức cảnh mà nói, khoảng cách này phá sóng đi về phía trước, giống như sân vắng tản bộ, dễ dàng. Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh nhao nhao đổ bộ trên biển. Chân dẫm lên bãi biển, khí thức Sở Trần trước tiên lan tràn ra, đồng thời đi lên chỗ cao. Sóng biển không ngừng xông lên trước, đẩy không ít rác rưởi sinh hoạt lên bãi biển, có thể nhìn ra được, đây cũng không phải là một hòn đảo hoang vắng không có người, thậm chí Sở Trần rất nhanh liền phát hiện ra một vài nhà gỗ, nhưng mà, khi mấy người Sở Trần đi qua, lại phát hiện mỗi một tòa nhà gỗ đều trống rỗng, không nói bóng người, ngay cả cái nồi cũng không có. Hải tặc liên minh ngũ sắc, đều đã rút lui, mấy người nhìn nhau, không phát hiện dấu vết đánh nhau, xem ra là chủ động rút lui. Liễu Như Nhạn nói, Sở Trần nhìn về phía Trạm Mục Tư, có thể là vụ án Sở Thiếu Hiệp nói đỡ gây chú ý, hải tặc ngũ sắc liên minh mới nhanh chóng rút lui. Trạm Mục Tư trầm giọng nói, nhưng, bọn họ không có khả năng lựa chọn phiêu bạt ở bên ngoài, chỉ là có thể tập trung ở một chỗ cũ trong đó mà thôi. Tôi bây giờ sẽ đưa mọi người đi. Trạm Mục Tư nhanh chóng quyết đoán mở miệng. Hắn nhất định phải phát huy tác dụng của mình. Nhưng cho đến bây giờ, tác dụng của hắn thật đúng là không lớn. Phàm là hắn cung cấp ra tin tức về biển, tựa hồ đều đã lỗi thời. Thí dụ như trước mắt, hang ổ của hải tặc liên minh ngũ sắc, bọn họ liền vồ hụt. Sau khi trở về con tàu lớn, nhanh chóng chuyển vị trí, chạy đến một hòn đảo khác. Hai hòn đảo của ngũ sắc liên minh cách nhau cũng không gần, hơn nữa hòn đảo thứ hai Trạm Mục Tư cũng chưa từng đi qua, mất 3 giờ mới xác định được vị trí cụ thể của đảo, hơn nữa còn thành công lên đảo. Nhưng mà, lần này, cũng vồ hụt. Hải tặc của ngũ sắc liên minh biến mất không dấu vết. Làm sao có thể, Trạm Mục Tư cơ hồ đi khắp mọi ngóc ngách của hòn đảo, đừng nói là người, ngay cả một sủng vật cũng không lưu lại. Toàn bộ đảo, nếu như không phải còn lưu lại dấu vết sinh hoạt của đám hải tặc lúc trước, đó chính là một hòn đảo hoang không người. Sở Trần cũng hiểu được, tuyến đường của Trạm Mục Tư không sai, chỉ là, hải tặc tựa hồ như tiên tri, sớm rời đi. Chẳng lẽ ngũ sắc liên minh còn có thể sớm biết chúng ta đến? Thiên bảo đạo sĩ nói ra những lời này, theo bản năng liếc mắt nhìn Trạm Mục Tư một cái. Không loại trừ khả năng tên này báo tin, dù sao Chiến Long Đảo từng là ô bảo hộ của ngũ sắc liên minh. Trạm Mục Tư nhận thấy được ánh mắt của thiên bảo đạo sĩ, nhất thời sắc mặt biến đổi, trắng bệch, giơ ba ngón tay lên, tôi có thể thề với trời, tôi thật sự không có mật báo tin tức, tôi cũng không có lý do gì che giấu những hải tặc này. Trạm Mục Tư cũng biết rõ mình hoài nghi lớn nhất. Chỉ có thể vội vàng giải thích. Nghỉ ngơi tại chỗ đi. Sở Trần cũng không có quá mức hoài nghi Trạm Mục Tư, đương nhiên, cũng không có hoàn toàn tín nhiệm. Thông qua hậu đài cục đặc chiến, Sở Trần nói tình huống nơi này cho Giang Ánh Đào. Ở sâu trong vùng biển mênh mông, tín hiệu điện thoại di động phổ thông cơ hồ là đoạn tuyệt, hậu đài cục đặc chiến ngược lại có thông đạo tiếp nhận tín hiệu đặc biệt, tuy rằng cũng yếu ớt, nhưng ngẫu nhiên gửi tin nhắn không có vấn đề gì. Gửi cho tôi vị trí của anh. Giang Ánh Đào trả lời một câu, Sở Trần gửi vị trí gửi cho cô, sau đó cũng không có tin tức. Nửa giờ sau, thiên bảo đạo sĩ bỗng nhiên đứng lên, nhìn ra biển phía trước có thuyền đang tới gần. Mấy người đều đứng dậy, chắc là hải tặc bỏ quên cái gì đó, quay lại lấy đi. Trạm Mục Tư kích động, đây chính là cơ hội tốt cho chính danh của mình. Sở Trần liếc mắt nhìn một cái, mỉm cười, là người mình. Khó trách cô Đào muốn lấy vị trí cụ thể của anh. Thì ra cô Đào ở gần đó. Gặp lại ở biển, thật đúng là gặp mặt rồi. Sở Trần đứng ở bãi cát, gió biển thổi qua quần áo của anh, sau khi nhìn thấy một bộ bóng dáng mềm mại xinh đẹp đứng ở mũi thuyền, Sở Trần vẫy tay. Khuôn mặt Giang Ánh Đào toát ra vẻ vui mừng. Sở Trần đón cô và Tư Đồ Tĩnh xuống thuyền, Giang Khúc Phong lãnh khốc nhảy xuống. Sở Trần, sau khi Giang Ánh Đào xuống thuyền, con người trước tiên nhìn quanh người bên cạnh Sở Trần. Ở trên người Liễu Như Nhạn hơi dừng lại, chợt mở miệng nói, cục diện anh nhìn thấy cùng tình báo tôi vừa mới nhận được đồng nhất.
Liên minh ngũ sắc thật sự sớm đã rút rồi. Trạm mục ti vội vàng hỏi trước, bọn họ làm sao biết được tin tức. Thay vì nói là rút đi, chỉ bằng nói là bị đuổi đi. Giang Ánh Đào chậm rãi nói, ngay lúc mới nhận được tin tức, ở vùng biển nước ta chặn được một vài thuyền, trên thuyền cơ hồ đều là người già và trẻ con, ngay cả một tráng hán trẻ tuổi cũng không có. Theo tin tức mà các đồng nghiệp cục đặc chiến cục thẩm vấn, có chút ngạc, Giang Ánh Đào nhìn thoáng qua Sở Trần, những phụ nữ và trẻ em này, đều là đến từ ngũ sắc liên minh, bọn họ từ trong đảo bị đuổi ra, bị ép rời khỏi biển, đồng thời, ngũ sắc tuyên bố giải tán, tráng hán trẻ tuổi của ngũ sắc liên minh, đều bị mang đi rồi. Cái gì? Trạm mục tư mở to đôi mắt, thốt lên, không thể nào, hai hòn đảo đều không có dấu vết đánh nhau. Không có dấu vết đánh nhau, không có nghĩa là tự nguyện rời đi, cũng có thể là bởi vì đối thủ quá cường đại, bọn họ ngay cả một chút dũng khí phản kháng cũng không có. Còn người Giang Ánh Đào vẫn luôn nhìn Sở Trần, nghe nói, làm cho ngũ sắc liên minh giải tán, là một cặp vợ chồng. Sở Trần giật mình, đạo tôn cặp vợ chồng, không phải là cha mẹ anh chứ, bọn họ cũng là võ giả. Sở Trần ngược lại chưa từng nghe nói qua chuyện liên quan đến cha mẹ là võ giả. Hơn nữa, có thể làm cho thế lực hải tặc khổng lồ như vậy ngay cả đường phản kháng cũng không có, chỉ sợ, ít nhất cũng là tông sư đỉnh phong. Theo lời khai của họ, cặp vợ chồng đã đề nghị đi với họ khi họ cướp một tàu du lịch và nói với những tên hải tặc rằng họ có khối tài sản có thể sánh ngang với một quốc gia. Giang Ánh Đào nói, nhưng bọn họ thật không ngờ, khu vực này, mang đến ác mộng cho ngũ sắc liên minh. Hơn nữa vĩnh viễn không có cách nào tỉnh lại, toàn bộ ngũ sắc liên minh đều đã giải tán. Đúng rồi, chính là cha mẹ anh. Thế nhưng, cha mẹ đuổi cả phụ nữ và trẻ em ra khỏi biển là điều dễ hiểu, dù sao, hoàn cảnh sinh hoạt ở vùng biển tuyệt đối ác liệt, bọn họ dẫn theo đứa nhỏ đi ra, chính là cho đứa nhỏ hy vọng mới. Nếu không, đám trẻ con này sau khi lớn lên, chỉ có một lựa chọn, chính là hải tặc. Cho dù những tên hải tặc có tàn ác đến đâu, những đứa trẻ vẫn vô tội. Tuy nhiên, tại sao cha mẹ lại lấy đi tất cả các lực lượng nòng cốt trong hải tặc? Sở Trần nghĩ không ra nguyên nhân trong đó. Chúng ta có thể lần theo manh mối này. Giang Ánh Đào nói, đây có lẽ chính là nguyên nhân chúng ta ra biển tới nay, gió êm sóng lặng. Hải tặc đều bị theo dõi, bọn họ đương nhiên không rảnh ra ngoài cướp bóc. Cặp vợ chồng đột nhiên xuất hiện, trở thành một cơn ác mộng của hải tặc. Đồng tử Sở Trần khẽ ngưng động một chút. Bọn họ không phải là muốn một lần quét sạch thế lực hải tặc trong phạm vi vùng biển chứ. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Mấy người ở lại hòn đảo này nửa ngày, lúc hoàng hôn, lần lượt đi thuyền rời đi. Nhiệm vụ của cả hai bên là khác nhau. Sau khi biết được tin tức của cha mẹ, Sở Trần không cần lo lắng an toàn cho bọn họ. Bước tiếp theo đương nhiên là cứu các sư phụ. Cha mẹ bên này, anh chỉ cần cùng Giang Ánh Đào tùy thời duy trì liên lạc là được. Giang Ánh Đào sẽ theo đường phân bố của các thế lực hải tặc mà điều tra. Hiện nay, hệ số an toàn là khá cao. Thuyền lớn đi qua vùng biển, bỗng nhiên có mây dày tia chớp xuất hiện. Sở Trần trở lại phòng, lúc này đương nhiên sẽ không ngây ngốc ở trên bong tàu cảm nhận sức mạnh của thiên nhiên. Đang lúc Sở Trần chuẩn bị quần áo ngủ, cửa phòng gõ lên. Trạm mục tư đến rồi. Hắn ở bên ngoài rõ ràng đã nghĩ trong đầu, nhưng sau khi nhìn thấy Sở Trần, lại đột nhiên một câu cũng nói không nên lời. Ngươi muốn đến Chiến Long đảo, ngược lại Sở Trần mỏ miệng trước, anh vừa rồi xem qua bản đồ vùng biển, vị trí hiện tại của bọn họ, cách Chiến Long đảo đã rất gần. Trạm mục tư cắn ráng gật đầu, tôi muốn trở về xem một chút, nếu có nguy hiểm, tôi chỉ nhìn từ xa. Ánh mắt trạm mục tư mang theo vài phần khát vọng cầu xin. Vậy thì nói với thuyền trưởng, điểm dừng tiếp theo, Chiến Long đảo. Sở Trần vung tay lên, trạm mục tư mừng rỡ, quá đỗi, liên thanh cảm ơn. Kích động không thôi. Nhìn bóng lưng trạm mục tư rời đi, Sở Trần cũng mỉm cười. Cho dù trạm mục tư không nói, điểm dừng chân tiếp theo của anh cũng sẽ là Chiến Long đảo. Đó là điểm dừng chân cuối cùng của 9 vị sư phụ tiến vào đảo cấm kỵ thiên ngoại thiên, Sở Trần muốn đi xem có thể có thu hoạch hay không. Đặt mình ở biển sâu, đứng ở chỗ cao nhất, nhìn xung quanh bốn phía, đen kịt một mảnh, hải vực mênh mông thâm thúy, liếc mắt một cái nhìn không tới biên giới. Bên tai không ngừng truyền đến thanh âm ầm vọng lại, tựa như là cự thú biến sâu, phủ phục trên sóng lớn phát ra âm thanh gầm gừ, khiến người ta có loại sợ hãi xuất phát từ linh hồn, không lúc nào không kích thích linh hồn con người. Cuồng phong đánh vào trên quần áo phát ra tiếng săn bắn, Sở Trần trong tay cầm ốc biển nhỏ, trận pháp hoa văn phía trên theo góc nhìn của Sở Trần rời đi mà không ngừng biến động,
Dưới hoàn cảnh như vậy, Sở Trần đặt ốc biển nhỏ ở bên tai, vẫn vô cùng an tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ chút gió biển nào xuyên qua ốc biển nhỏ. Tiếp cận Chiến Long đảo là bước đầu tiên, phá giải bí mật của ốc biển nhỏ là mấu chốt. Đó là một con ốc biển nhỏ huyền diệu. Sở Trần chơi một hồi, đưa cho Liễu Như Nhạn ngồi ở một bên, Liễu tỷ tỷ, có muốn nghiên cứu hay không? Liễu Như Nhạn lắc đầu, ngay cả ngươi cũng không có cách nào, ta càng không cần làm chuyện vô ích. Liễu Như Nhạn thừa nhận, trình độ trận pháp của Sở Trần ở trên cô. Liễu Như Nhạn không khỏi nhìn Sở Trần một cái. Trong lòng cô biết tên này đều ưu tú về mọi phương diện, nhưng ít nhất ở cảnh giới võ giả, cô vẫn áp đảo Sở Trần, tuy nhiên, đó là trước khi ra biển. Liễu Như Nhạn thậm chí hoài nghi, sau chuyến đi biển lần này, thực lực của Sở Trần sẽ bỏ lại cô phía sau. Sở Trần nằm ngửa xuống, ỏ, sâu trong biển nhìn trời sao. Cảm giác này có chút đặc biệt. Dần dần, Sở Trần tạm thời quên đi phiền não, lẳng lặng nhìn trời sao. Xung quanh con thuyền lớn, sóng giận dữ quay cuồng. Trên thuyền lớn, bầu không khí yên tĩnh, Liễu Như Nhạn không biết từ lúc nào cũng nhẹ nhàng nằm xuống, tóc dài buông xuống, cách Sở Trần không đến một mét, hai người ở hai phương hướng một đông một tây, ngẩng đầu cùng nhìn một bầu trời. Biển sâu mênh mông, có một truyền thuyết. Trong truyền thuyết, có một nơi được gọi là trung tâm của đại dương, nơi có những kho báu không thể miêu tả bằng lời. Vô số người đi biển, đời đời kiếp kiếp, đang tìm kiếm trung tâm của đại dương. Võ giả vùng biển tìm được, bọn họ gọi cái chỗ này là đảo cấm kỵ. Bọn họ tin tưởng vững chắc đảo cấm kỵ chính là trung tâm của đại dương mà người xưa lưu truyền, bởi vì trong đảo cấm kỵ, thỉnh thoảng sẽ chảy ra những thứ, đều là chí bảo, không ai có thể tưởng tượng được, bên trong có thể cất giấu bao nhiêu bảo vật. Năm này qua năm khác, các võ giả thóng qua nỗ lực trước sau, rốt cục thành công leo lên đảo cấm kỵ, nhưng ngay tại một khắc đó, các võ giả kinh hãi phát hiện, bọn họ hao hết tâm tư muốn leo lên trong đảo cấm kỵ, lại là nơi ở của cư dân Nguyên Thủy, mà cư dân Nguyên Thủy của đảo cấm kỵ, thì Tràm Phương nghìn kế muốn rời đi. Hai bên bộc phát qua sự kiện đổ máu, võ giả bên ngoài cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn, chỉ còn lại một bộ phận nhỏ chạy ra ngoài, hơn nữa mang về tin tức. Nếu như không phải cư dân bên trong căn bản không ra được, bọn họ đã sớm xong đời rồi. Những võ giả này đến từ Chiến Long Đảo. Sau đó, Chiến Long Đảo mới công khai tin tức đảo cấm kỵ cho mọi người, mời cường giả giới võ giả đến đây, cùng nhau tìm tòi nghiên cứu đảo cấm kỵ. Dần dần, bọn họ cũng tìm ra quy luật, chỉ có khí tức cảnh tiến vào đảo cấm kỵ, xác suất còn sống rời đi lớn nhất. Dưới khí tức cảnh, thập tử nhất sinh. Đến cuối cùng, toàn bộ giới võ giả, chỉ có tứ đại tổng phái có tư cách cùng nhau thám dò đảo cấm kỵ. Lần này, không giống như bình thường. Chiến Long Đảo nhận được tin tức mới nhất, người bên trong đảo cấm kỵ, tìm được cách rồi. Bọn họ rất rõ, cỗ lực lượng của đảo cấm kỵ đối với giới võ giả hải lục mà nói, sẽ trùng kích thật lớn cỡ nào. Vì vậy, họ đã chọn một ăn cả ngã về không, vào một trong những cấm địa của hòn đảo cấm kỵ. Ngay cả những người trên đảo cũng chưa bao giờ đến. Chỗ dựa duy nhất có thể đi ra ngoài chính là ốc biển nhỏ do cường giả Chiến Long Đảo ngẫu nhiên có được. Trước khi xuất phát, bốn cường giả mang theo một con ốc biển nhỏ trong đó, người thứ hai giao cho một tông sư đỉnh phong của Chiến Long Đảo phụ trách bảo quản. Sau khi tiến vào cấm địa, bốn tông cường giả quả thật phát hiện chỗ phi phàm của cấm địa, nhưng trong đó ẩn chứa nguy hiểm cũng rất lớn. Cấm địa của đảo cấm địa là một mảnh rừng rậm vô biên, tiến vào bên trong, dương mắt đều là trời cao đại thụ. Mặt trời cũng chiếu vào không được. Trong rừng rậm, nguy cơ tứ phía, thậm chí có một cường giả khí tức cảnh phái bắt đầu đã bị sát hại. Một sơn cốc, vùng đất trống trải bên cạnh dòng suối, nơi nghỉ ngơi tạm thời của bốn tông cường giả. Đây là ngày thứ hai rồi. Tông sư phái bắt đầu, Mộ Dung Thần Hồng, giờ này khắc này, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bất luận bọn họ đi tới đâu, ngẩng đầu đều là đại thụ cao ngất vô tận, khi bọn họ ý đồ muốn xông lên trên. Mỗi một lần đều bị sức mạnh vô hình áp chế xuống. Đó là sức mạnh của trận pháp. Cả tòa đảo cấm kỵ xung quanh, cũng là một tòa trận pháp, người bên ngoài không vào được, người bên trong cũng là bởi vì trận pháp ngắn cách mà không ra được. Nam Cung Quân khoanh chân ngồi, ngẩng đầu là đại thụ chọc trời, bốn phía là chướng khí sương mù dày đặc. Mỗi một bước đi đều có trận pháp ràng buộc, muốn đi ra ngoài, khó có thể lên trời. Trạm lão đầu, ốc biển nhỏ còn chưa có động tĩnh sao? Đứng bên cạnh Nam Cung Quân là một vị lão giả râu bạc lông mày trắng, thoạt nhìn ánh mắt có chút hung ác, trừng mắt nhìn xa xa, Chiến Long Đảo trận doanh, đệ nhất cường giả Chiến Long Đảo, Trạm Đông Sơn.
Trạm Đông Sơn hừ lạnh, Ninh lão quỷ, ngươi gấp cái gì? Nếu ngươi có bản lĩnh, liền cầm tiểu ốc biển liên lạc với người bên ngoài. À, một ốc biển nhỏ khác ở trong tay võ giả Chiến Long đảo các ngươi, trước khi xuất phát còn đặc biệt dặn dò cách liên lạc, kết quả hiện tại không liên lạc được, ngươi còn có mặt mũi nổi giận. Người này được xưng là Ninh lão tiên trong giới võ giả, lão tổ Ninh gia, cũng là một trong những sư phụ của Sở Trần. Không sai, Trạm Đông Sơn, đến tình trạng này, có phải ngươi có gì giấu giếm chúng ta không? Mộ Dung Doanh Hồng cau mày, từng đạo ánh mắt nhìn qua, bao gồm cả các cao tăng đại sư ở Đạt Ma Sơn, lúc này cũng không thể bình tĩnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 47.